Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 1651, Danh Sư Học Viện Khiếp Sợ Thượng 1. Không để ý tới mọi người khiếp sợ, sau khi Tưởng viện trưởng đánh bay Hồng Lâm, thu đàn mà đứng, đứng ở trên đài cao nhìn quanh một vòng, trong ánh mắt mang theo lạnh lùng. Còn có ai nghi ngờ lão sư giảng bài không? Tại hạ muốn tới giao đấu. Dưới đài yên lặng, trước đó có ý tưởng này đều không dám nói nửa câu. Một trong thập đại trưởng lão, lại là ma âm sư thất tinh, đánh như thế nào cũng thua a hát. Tiết đường chủ, người còn có học sinh không? Ta có thể dốc sức gánh vác. Thấy không có người trả lời, Tưởng viện trưởng nhìn về phía Tiết Thương Vân. Mấy học sinh sau lưng Tiết đường chủ, thấy ánh mắt của hắn nhìn tới, tất cả đều rụt cổ, đầu cũng không dám ngẩng lên. Thực lực của bọn hắn không bằng Hồng Lâm, người sau bị đánh thành cái dạng kia, ai còn dám nhiều lời. Danh sư Đường Bạch Thác đế quốc ta, thừa nhận thầy Trương là viện trưởng, không có dị nghị. Tiết Thương Vân ôm quyền. Hắn lên cũng không phải đối thủ, chớ nói chi là học sinh. Ở đây năm đại danh sư đường, ba cái thừa nhận, chỉ Diêu đế quốc Bạch đường chủ, còn có Mạc Cao Viễn đường chủ, các ngươi thì sao? Triệu Bính Tuất thở phào nhẹ nhõm. Đại điển kế vị thời gian vội vàng, danh sư đường ở xung quanh chỉ có 4 cái, cộng thêm Hồng Viễn đế quốc, chẳng qua 5 cái mà thôi. Chỉ Diêu đế quốc chúng ta không có dị nghị. Bạch đường chủ chỉ là phó, ba đường chủ trước cũng không phải đối thủ, mình tự nhiên không cần phải nói, vội vàng đứng lên ôm quyền. Hồng Viễn danh sư đường chúng ta, luôn ủng hộ thầy Trương là viện trưởng. Mạc Cao Viễn cũng đứng lên. Hắn tận mắt chứng kiến thầy Trương này đi tới Hồng Viễn thành, từng bước một quật khởi, càng là người trước nhất đồng ý, đương nhiên sẽ không phản bác. Vậy thì tốt, nếu như mọi người không có dị nghị, liền tiến hành khâu tiếp theo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Triệu Bính Tuất gật gật đầu. Đáp vấn hội, kỳ thật chướng ngại lớn nhất chính là danh sư đường của đế quốc khác, hiện tại đã thừa nhận, chẳng khác nào giải quyết vấn đề cơ bản. Triệu trưởng lão, chúng ta có vấn đề còn muốn hỏi Trương viện trưởng. Đúng lúc này, một đám học sinh dưới đài đồng loạt đứng lên, có khoảng mấy trăm. Người cầm đầu, là người trước kia ở Vân Vũ Lĩnh chiến đấu, chém giết nhiều linh thú nhất. Học viên năm thứ tư Chu Thần Thanh. Người nhà của hắn, bị linh thú Vân Vũ Lĩnh chém giết, bởi vậy trong lòng mang theo cừu hận to lớn, từ khi đi vào danh sư học viện lên, liền dốc lòng diệt đám ra hỏa chống lại nhân tộc kia. Vì người báo thù rửa hận. Đáng tiếc danh sư đường xuất phát từ các loại cân nhắc, luôn không có động thủ, thực lực hắn có hạn, một cây chẳng chống vững nhà, liền không có bất kỳ biện pháp nào. Vốn cho rằng lần thú triều này, có thể để cho học viện thay đổi chán trường trước kia, hoàn toàn tiêu diệt Vân Vũ Lĩnh, ai biết tân viện trưởng kế vị đàm phán với đối phương. Thỏa hiệp, lửa giận trong lòng hắn có thể tưởng tượng được, cho nên tất cả học sinh có thể đứng lên, đều là nghe hắn nói. Muốn một cái công đạo, trước đó người lên tiếng ủng hộ, cơ bản đều là Huyền Huyền hội, chỉ là nhìn thấy tân viện trưởng là hội trưởng của bọn hắn, lập tức không nói nữa, trên vạn người chỉ còn lại có mấy trăm. Mời nói. Triệu Bính Tuất nhíu mày. Ta muốn hỏi Trương viện trưởng một chút, lúc nào danh sư đường tiến hành chiến đấu với linh thú ở Vân Vũ Lĩnh? Chu Thần Thanh nói. Trực tiếp hỏi chuyện của mình, như vậy có chút không lễ phép, khiêu chiến uy quyền của viện trưởng, nói như vậy, càng phù hợp thân phận của mình. Hỏi chính đề rồi. Xem ra không chỉ chúng ta quan tâm sự tình Vân Vũ Lĩnh, những học sinh này cũng muốn biết đáp án. Nhìn vị tân viện trưởng kia trả lời như thế nào? Nghe được Chu Thần Thanh hỏi, đám người chử dĩ liếc mắt nhìn nhau, từng người gật đầu. Thân là hoàng đế đế quốc phụ thuộc xung quanh, ai làm viện trưởng cũng không đáng kể, trọng yếu là tân viện trưởng này, có năng lực bảo hộ bọn hắn hay không. Sự tình Vân Vũ Lĩnh xử lý không tốt, bọn họ tất nhiên hoài nghi năng lực của đối phương. Một đám linh thú cũng hết cách, làm sao có thể vì đế quốc bọn họ đứng ra. Chiến đấu. Còn nghĩ là vì sự tình gì, nghe được muốn hỏi cái này. Trương Huyền cùng Triệu Bính Tuất liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nở nụ cười, người sau kìm lòng không được lắc đầu. Không cần tiếp tục chiến đấu, tai họa ngầm ở Vân Vũ Lĩnh đã giải quyết triệt để, về sau không cần lo lắng phát sinh thú triều, nguy hiểm cho an toàn của nhân loại. Giải quyết triệt để. Chu Thần Thanh cùng tất cả học viên liếc mắt nhìn nhau, từng người cau mày. Có ý tứ gì, về sau không cần lo lắng, là cam kết của những vương giả ở Vân Vũ Lĩnh kia sao? Nhưng thú chính là thú, loại hứa hẹn này làm sao có thể giữ lời. Thật nghĩ đơn giản như vậy, danh sư học viện đứng sừng sững nhiều năm thế kia, từng ra vô số viện trưởng kinh tài tuyệt diễm,
cũng không đến mức không có bất kỳ biện pháp nào. Triệu trưởng lão đã nói khẳng định như vậy, chúng ta muốn biết học viện đáp ứng điều kiện gì, để linh thú nhiều năm như vậy cũng không thể giải quyết, lại không phát sinh thú triều. Chu Thần Thanh cắn răng, không quanh co lòng vòng nữa, mà nói thẳng. Viện trưởng, để ta nói đi. Chương 1652, danh sư học viện khiếp sợ thượng 2. Thấy đối phương hỏi vấn đề căn bản nhất ở đây, Triệu Bính Thuất nhìn Trương Huyền một cái, mỉm cười, đang muốn mở miệng, đột nhiên nhìn thấy một trưởng lão từ phía ngoài đoàn người vội vã bay tới. Còn chưa đến, liền nhịn không được la lên. Viện trưởng, chư vị trưởng lão, không xong. Xảy ra chuyện gì? Thấy một trưởng lão ở đại điển kế vị viện trưởng hốt hoảng như vậy, Triệu Bính Thuất nhướng mày. Bẩm báo Triệu trưởng lão, bên ngoài, bên ngoài. Vẻ mặt lão giả này trắng bệch, cả người kìm lòng không được run rẩy. Bị tất cả linh thú, thánh thú của Vân Vũ lĩnh. Bao vây, bao vây. Lời này đối với Triệu Bính Tuất cùng Trương Huyền không có cảm thấy cái gì, nhưng vẻ mặt tất cả trưởng lão cùng học viên dưới đài đều thay đổi. Đường đường danh sư học viện, bị linh thú bao vây. Khái niệm gì? Tương đương bị ngăn ở trong lồng, coi như muốn chạy trốn cũng khó. Mọi người đứng dậy, đang muốn đi xem một chút, liền nghe một hồi vang lên ầm ầm kịch liệt, từng đạo phong minh dồn dập, sao động ở trên trời. Hô hô hô! Nhìn lên, lập tức nhìn thấy ba thánh thú cao lớn bay tới. Chính là ba vị vương giả Thanh Trúc Địa Long, Bạch Nhĩ Thú, Thiết Lân Thú ở Vân Vũ Lĩnh. Còn chưa tới trước mặt, khí tức thánh giả nhất trọng đỉnh phong liền bao phủ xuống, chèn ép không gian xung quanh phảng phất như ngưng kết. Sau lưng bọn chúng là chỉnh tề hơn 10 linh thú tổng thánh, ngay sau đó là hơn 30 linh thú bán thánh. Nếu như chỉ là mười mấy con này, còn không cách nào làm cho 10 vạn sư đồ của danh sư học viện sợ hãi, sau lưng bọn chúng, thế mà còn theo sát một quân đoàn linh thú phi hành chỉnh tề. Chừng 3.000, kém nhất cũng đạt đến hóa phàm thất trọng, cao càng là cửu trọng, từng con hùng dũng ngoai vệ, khí phách hiên ngang, như chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền sẽ lập tức lao xuống, cho người ta tổn thương khó khôi phục. Tất cả danh sư chiến đấu chuẩn bị. Một vị trưởng lão của thuần thú học viện sắc mặt trắng nhợt, nhịn không được giống lên. Rầm rầm. Tất cả danh sư phía sau hắn, đã trải qua một lần chiến đấu, sớm đã phối hợp có thứ tự, nghe nói như thế, tất cả đều đồng loạt lấy ra vũ khí, nhìn chằm chằm tất cả linh thú trên không, cả đám mang theo cảnh giác. Nguy rồi, không phải tộc ta, trong lòng ắt có dị tâm. Ta liền nói những linh thú này không thể tin, không nên đàm phán. Lần này tốt rồi. Vẻ mặt của Trử Dĩ cũng biến thành bạc màu. Trông cậy vào linh thú có thể tuân thủ ước định, quả thực chính là chuyện cười. Nhiều linh thú như vậy đồng thời bay tới, trước thời hạn không có bất kỳ báo trước gì, rất hiển nhiên đến có chuẩn bị, coi như danh sư học viện có thể ngăn cản lần tai nạn này, cũng sẽ nguyên khí đại thương. Một vị hoàng đế đế quốc khuôn mặt xanh xám. Đúng vậy, đại điển kế vị bị tất cả linh thú công kích, tổn thất nặng. Trương viện trưởng này tuyệt đối có thể ghi vào sử sách. Lại một vị hoàng đế đế quốc khẽ nói. 3.000 linh thú phi hành, mấy chục con tòng thánh, bán thánh mặc dù mạnh mẽ, nhưng còn không đến mức để bọn hắn sợ hãi. Nội tình của danh sư học viện ở nơi đó, hoàng thất của Hồng Viễn Thành cũng ở nơi đây, giải quyết không khó lắm, chỉ là. Chuyện này truyền đi, nhất định sẽ trở thành chuyện cười, để tiếng xấu muôn đời. Giống, 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 âm âm, âm âm. Thời điểm mọi người ở đây âm thầm lắc đầu, tất cả sư đồ ý định tử chiến một trận, từng trận tê minh lần nữa vang tận mây xanh, ngay sau đó mặt đất lay động kịch liệt. Đó là cái gì? Một người hô lên, mọi người đồng loạt nhìn về phía sau, lần nữa ngẩn ngơ. Chỉ thấy ngoài danh sư học viện, khói bụi vây quanh, một đám thanh tị tượng hình thể cao lớn đi đầu lao đến. Những thanh tị tượng này, đều có thực lực hóa phàm ngũ trọng trở lên, cộng lại cũng mấy ngàn con. Do một thánh giả thanh tị tượng dẫn đầu, mang theo khí tức làm người ta khủng hoảng. Bởi vì những linh thú này hình thể to lớn, mỗi đi một bước, mặt đất đều rung động một cái, tựa như địa chấn, cho người rung động to lớn. Còn có thanh tị tượng, cái này không dễ đánh. Nhìn thấy còn có nhiều quái vật khổng lồ da dày thịt béo như vậy, sắc mặt mọi người càng thêm khó coi. Một đám linh thú phi hành liền khó có thể đối phó, huống chi lại thêm một đám linh thú am hiểu va chạm, hình thể to lớn như thế. Chư vị, mở trận hình phòng ngự. Thân thể Chu Thần Thanh run lên, vội vàng hét. Soạt. Tất cả học viên nghe được mệnh lệnh, đồng loạt mở trận hình phòng ngự, phòng ngừa đối phương vọt thẳng đụng tới, nghiền ép bọn họ. Ngao ô, ngao ô. Mới chuyển đổi tốt đội hình,
lại nghe được một tiếng gầm rú chói tai, ngay sau đó trong ánh mắt phát run của mọi người ở đây, một đám thiết sĩ lang tuôn tới. Cũng có mấy ngàn, ở dưới một thánh giả thiết sĩ lang dẫn đầu, tuôn ra mà tới. Loại linh thú này trời sinh tính giảo hoạt, mà lại am hiểu quần công, là thiên địch của nhân loại, một lần xuất hiện mấy ngàn, có thể nói là đại tai nạn. Xong, không chỉ đám người Trừ Dĩ hoảng sợ biến sắc, ngay cả Ngọc Thần Thanh cũng ra đầu nhảy loạn. Lão thái giám nói ở trước đại điển kế vị, sẽ tra rõ ràng, đáng tiếc đến bây giờ còn không có tới bẩm báo, xem như hắn cũng không biết, mi trưởng lão đi tới Vân Vũ Lĩnh đến cùng nói chuyện gì, để đám người kia ở thời khắc mấu chốt đồng loạt lao đến như vậy. Giống, giống, giống. Mọi người khiếp sợ không có kết thúc, ngay sau đó, lại nhìn thấy một đám xích viêm sư ở dưới thánh thú dẫn đầu đi tới, đồng dạng có mấy ngàn. Theo sát là thiết bối hùng, hổ đầu thú, hồng hỏa viên. Vân Vũ Lĩnh chín đại vương giả, xếp thành một hàng, sau lưng từng người mang theo mấy ngàn thuộc hạ hung mãnh, toàn bộ cộng lại, cũng có mấy vạn. Nói cách khác, toàn bộ vương giả của Vân Vũ Lĩnh, cùng tất cả linh thú, hầu như đều xuất động, cái này. Là tiết tấu muốn diệt cả danh sư học viện A, vẻ mặt mọi người trắng bệch, nói không ra lời. Chương 1653, danh sư học viện khiếp sợ hạ 1. Không phải nói đàm phán với đối phương, sẽ không xuất hiện thú triều sao? Tại sao có thể như vậy? Nhiều linh thú, thánh thú như vậy bao vây chúng ta, căn bản ngăn cản không nổi. Lần này xong, chỉ sợ từ khi danh sư học viện thành lập đến nay, là nguy cơ lớn nhất, so với 4.000 năm trước. Lúc Mạc Lưu Chân viện trưởng tại vị, gặp phải nguy cơ còn muốn lớn hơn. Qua hồi lâu, mọi người mới yên lặng nói. Nhiều thánh thú, linh thú như vậy dốc toàn bộ lực lượng, coi như danh sư học viện, cuối cùng có thể chiến thắng, khẳng định cũng là thắng thảm. 10 vạn học sinh, có thể còn sống sót tuyệt đối không hơn 1/3. Nếu thực như thế, tuyệt đối có thể ghi chép vào lịch sử. Mới vừa lời thề son sắt, sẽ không phát sinh thú triều, liền xuất hiện loại tình huống này. Coi như tân viện trưởng kế vị thành công, cũng không có bất kỳ lực uy hiếp gì, thậm chí còn có thể biến thành trò cười cho thiên hạ. Thông qua vừa rồi biểu hiện, có thể thấy được thầy Trương thật có chút bản lĩnh, nhưng gặp được loại sự tình này, ai cũng không thể cứu vãn, chỉ có thể trách hắn xui xẻo. Một vị hoàng đế bệ hạ nói. Đúng vậy, bất kể ứng đối như thế nào, làm được khá hơn nữa, tận lực giảm bớt thương vong cũng vô dụng. Đại điển kế vị bị nhiều linh thú như vậy vây quét, bất kể làm thế nào. Cũng sẽ trở thành viện trưởng thất bại nhất của danh sư học viện, không có cái thứ hai. Trừ Dĩ cũng lắc đầu, nhìn về phía Trương Huyền trên đài, đầy là đồng tình. Thông qua chuyện vừa rồi, hắn đối vị tân viện trưởng trẻ tuổi này cũng có chút bội phục, đáng tiếc tạo hóa trêu ngươi, thiên tài lại ưu tú, gặp được nhiều thánh thú, linh thú như vậy, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đang cảm khái, suy đoán đối phương giải quyết vấn đề này như thế nào, liền nghe chung quanh ồn ào, đột nhiên không dừng được. Tất cả mọi người hô hấp dồn dập, dường như xảy ra đại sự gì. Làm sao vậy? Hắn nhướng mày, nhìn về phía Ngọc Thần Thanh cách đó không xa. Tự xem đi. Vị hoàng đế bệ hạ này của Hồng Viễn Đế quốc không trả lời, mà chỉ. Nhìn cái gì? Trừ Dĩ sừng sốt một chút, vội ngẩng đầu, chỉ nhìn thoáng qua, con ngươi kìm lòng không được thu hẹp, thân thể cứng ngắc tại chỗ, yết hầu phát khô. Cái này, là cái gì? Không chỉ hắn như vậy, trong nháy mắt toàn bộ học viện đều lặng ngắt như tờ, phảng phất như gặp quỷ. Triệu Bính Tuất cũng ngẩng đầu lên, liền thấy tất cả thánh thú, linh thú phi hành, chẳng biết lúc nào đã biến đổi trận hình, từ xa nhìn lại, vậy mà ở trên không bày ra một hàng chữ lớn, che khuất bầu trời, lan tràn hơn 10 dặm, khí thế rộng rãi. Kiểu chữ rồng bay phượng múa, ngân câu thiết họa, tựa như thư họa sư lưu lại mặc bảo, mang theo ý vị đặc thù. Chúc mừng chủ nhân trở thành viện trưởng của danh sư học viện, công lao chắc thế, tên Lưu Thiên Cổ. Chẳng lẽ bọn chúng không phải tới quấy rối, đối nghịch, mà là tới chúc mừng. Đọc chữ viết phía trên, thanh âm của Trừ Dĩ trống rỗng, cả người như gỗ. Vốn cho rằng nhiều linh thú, thánh thú như vậy, vây bọn hắn vào giữa, tất nhiên sẽ phát động công kích mãnh liệt, hoặc thừa cơ muốn chỗ tốt. Nằm mơ cũng không nghĩ tới, không những không có làm như vậy, ngược lại chúc mừng. Chuyện gì xảy ra, ầm ầm, trong lòng nghi ngờ còn chưa kết thúc, ba vị vương giả của Vân Vũ Lĩnh ở trên không, đột nhiên đồng thời ôm quyền, mặt hướng Trương Huyền khom người nói. Thanh Trúc Địa Long, Bạch Nhĩ Thú, Thiết Lân Thú, chúc mừng chủ nhân trở thành viện trưởng của danh sư học viện, đặc biệt chuẩn bị 10 vạn 3.200 cân vân vụ hoa trà, xem như hạ lễ.
Soạt. Nương theo tiếng nói kết thúc, không trung lập tức bay tới 30 linh thú phi hành bán thánh, mỗi một con đều nắm một cái dương to lớn, chậm rãi đặt ở trên đài cao, nhẹ nhàng mở ra. Ông! Lập tức mùi trà thơm khắp nơi, từng đoàn sương mù từ trong dương bay lên, đủ mọi màu sắc, chiếu rọi toàn bộ đài cao như mộng ảo, giống như tiên cảnh. Đây là... Ánh mắt Ngọc Thần Thanh chừng suýt rơi ra, bờ môi phát run. Vân vụ hoa trà cấp bậc chí tôn. Vân vụ hoa trà, là chủng loại ngươi đưa cho chúng ta kia. Chử Dĩ nhịn không được nói. Làm đế quốc bệ hạ lân cận, cũng hưởng thụ qua vân vụ hoa trà, chỉ là số lượng cực kỳ ít ỏi, coi như địa vị cao quý, cũng không uống qua mấy lần. Dù vậy, tư vị kia, cảm giác kia, vẫn để cho người ta cả đời khó mà quên được. Nghĩ tới liền chảy nước miếng. Loại đưa cho các ngươi kia. Ngọc Thần Thanh lắc đầu. Ngươi suy nghĩ nhiều, cho các ngươi chỉ là cấp thấp nhất, so sánh với cái này, rác rưởi cũng không bằng. Rác rưởi cũng không bằng. Chử Dĩ cùng mấy hoàng đế bệ hạ khác, vẻ mặt trong nháy mắt biến thành xanh xám. Đừng hiểu lầm, không phải ta muốn đưa các ngươi kém, mà là loại vân vụ hoa trà cấp bậc này, coi như hoàng cung chúng ta. Cũng không có. Chương 1654, danh sư học viện khiếp sợ hạ 2. Thấy biểu lộ của mấy người, biết chắc là hiểu lầm, Ngọc Thần Thanh vội vàng giải thích. Không có. Mấy người sững sờ. Hồng Viễn đế quốc quyền thế cao như vậy, cũng không có đồ vật này. Dạng vân vụ hoa trà này, mỗi một gốc đều ít nhất 200 năm trở lên, sau đó trải qua địa mạch linh dịch rèn luyện, nung trọn 3 năm mới có thể hoàn thành. Những lá trà kia của hoàng thất chúng ta, đều không cao hơn 3 năm, thuộc về loại kém nhất. Ngọc Thần Thanh cười khổ. Đồng dạng là vân vụ hoa trà, đối phương lấy ra cái này, mới chính thức gọi trà, của bọn họ, đoán chừng ngay cả cỏ cũng không bằng. Hoàng thất các ngươi cũng cầm không ra lá trà chân quý như thế, đám thánh thú này thế mà đưa 10 vạn cân làm hạ lễ. Đám người Chử Dĩ nhìn nhau một cái, cảm giác cổ họng phát lạnh, có chút nói không ra lời. Giá cả vân vụ hoa trà, bọn họ đều biết đến, coi như loại bình thường mà Ngọc Thần Thanh nói. Cũng giá trị liên thành, vạn kim khó mua, một hơi đưa ra 10 vạn cân làm hạ lễ. Thủ bút này có phần dọa người, trong lòng khiếp sợ còn chưa kết thúc. Một tiếng cười trong sáng lại vang lên, chấn toàn bộ học viện, phát ra tiếng vang kịch liệt. Xích Phiêm Sư, Thiết Bối Hùng, Hổ Đầu Thú, cũng chúc mừng chủ nhân, trở thành viện trưởng của danh sư học viện, đặc biệt chuẩn bị 30 dương linh dược, thánh dược xem như hạ lễ. Soạt. Thanh âm kết thúc, 10 con Xích Phiêm Sư, 10 con Thiết Bối Hùng, 10 con Hổ Đầu Thú song song đi tới, trên lưng từng người chở một cái dương, đặt ở trên đài cao, nhẹ nhàng mở ra, lập tức mùi thuốc xông vào mũi. Lan tràn 10 dặm. Đây là Minh Hoa Thánh Dược, Hồng Diệp Thánh Dược, Thải Cúc Thánh Dược. Nhiều thánh dược như vậy, xem như tìm khắp toàn bộ y sư học viện cũng không bỏ ra nổi. Đâu chỉ y sư học viện, không chỉ thánh dược, còn có thanh diệp hoa, phiêu hương diệp, mộc tu thảo. Những linh dược này, mỗi một loại đều vô cùng thưa thớt, ta hoài nghi đại dược vương của Hồng Viễn đế quốc cũng không khả năng có. Các ngươi nhìn, kia có phải thiên kim hoa hay không? Năm đó ta hao tốn 10 năm, đi khắp 20 đế quốc nhất đẳng cũng không mua được một gốc, nơi này. Lại có hơn nửa dương. Linh lung phệ tâm thảo, loại dược liệu này phối trí thành rượu ngon, có thể để người ta sống mơ mơ màng màng, thậm chí quên mất người mình thích nhất. Vô cùng thưa thớt, lúc ta còn trẻ, vì quên đi một phần tình cảm, chuyên môn tìm kiếm, hao tốn 3 năm mới tìm được một gốc chỉ lớn 3 tháng, đây đều là mấy trăm năm. Nhìn thấy trong dương xuất hiện các loại linh dược, tất cả danh sư của luyện đan sư học viện cùng y sư học viện đều sắp muốn điên rồi. Những dược liệu này, mỗi một cây đều giá trị cực cao, vạn kim khó cầu, đối phương một hơi lấy ra 30 dương, hơn nữa mỗi một cây dược linh đều đầy đủ. Chỉ làm hạ lễ, đây là lấy sạch toàn bộ vân vụ lĩnh A. Thiết Sỉ Lang, Thanh Tị Tượng, Hồng Hỏa Viên, cũng chúc mừng chủ nhân, trở thành viện trưởng của danh sư học viện, đặc biệt chuẩn bị 30 dương các loại khoáng thạch. Coi như hạ lễ. Soạt. 30 dương linh dược, thánh dược rung động còn không có hoàn toàn tiêu hóa, ba vương giả cuối cùng cũng tiến về phía trước một bước, thanh âm hùng hồn vang lên. Ầm ầm. 10 con Thiết Sỉ Lang, 10 con Thanh Tị Tượng, 10 con Hồng Hỏa Viên cũng tới đài cao, từng người nâng cái dương, mở ra. Ông. Linh khí sao động, ánh sáng muôn màu, các loại khoáng thạch chân quý, rất nhiều bảo vật quý hiếm xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây là thanh ngân thiết, nghe nói loại sắt này còn cứng rắn hơn huyền thiết,
luyện thành vũ khí, phía trên tự nhiên mang theo một loại hoa văn màu xanh, vô cùng sắc bén, không dính một giọt máu. Vô số người cầu một hai cân mà không được, một dương này, cũng có vài chục tấn A. Ta nhìn thấy huyết ấn khoáng thạch, dùng thứ này bôi lên vũ khí, cương thiết lại khó hòa tan, cũng có thể tùy tiện hóa thành nước. Năm đó ta đi luyện khí sư công hội mua sắm, cấp bậc quá thấp, nên không có tư cách. Cho thầy Trương một dương. Những cái kia là kim cương, chỉ cần điêu khắc, hoàn toàn có thể biến thành kim cương đẹp nhất. Coi như giá trị không bằng mấy thứ kia, cũng không cần một dương đưa đi a. Những thứ này sẽ không phải là tuyết linh thạch chứ. Trời sinh âm hàn, bội ở trên người, có thể để cho tu luyện giả thuộc tính âm hàn làm ít công to. Những quáng thạch này vừa xuất hiện, danh sư ở luyện khí sư học viện đều điên rồi. Thân là luyện khí sư, nhận biết đủ loại khoáng thạch, biết mức độ chân quý, 30 dương trước mắt kia, giá trị cộng lại, coi như vơ vét toàn bộ danh sư học viện, thậm chí Hồng Viễn Đế quốc cũng không bỏ ra nổi. Mà bây giờ chỉ là hạ lễ cho thầy Trương. Chu Thần Thanh, người không phải nói ký hiệp nghị không bình đẳng gì, danh sư học viện chúng ta đền bù rất nhiều, mới để cho linh thú ở Vân Vũ Sơn triệt binh sao? Đúng vậy, những vật này, coi như danh sư học viện đào ba thước đất cũng không bỏ ra nổi a. Mấu chốt, còn là người ta đưa tới. Tất cả học viên vừa rồi đứng lên, đồng loạt nhìn về phía Chu Thần Thanh. Trước đó tên này nói, học viện vì để cho tân viện trưởng kế vị, không xuất hiện gợn sóng, bồi thường không biết bao nhiêu tiền, tăng quyền nhục viện. Bọn họ mới lòng đầy căm phẫn, đi ra truy vấn. Nhưng một màn trước mắt lại là tất cả thánh thú linh thú ở Vân Vũ Lĩnh, không những không cần cái gì, còn tới tặng lễ. Thậm chí quý giá như thế. Nhìn đến nơi này, ngu nữ cũng biết, cái gọi là đưa bảo bồi thường, tăng quyền nhục viện, tuyệt đối là giả. Ta, làm sao biết? Thân thể Chu Thần Thanh run rẩy, buồn bực sắp muốn khóc. Chạy đến hang ổ của người ta đàm phán, đổi lại ai cũng sẽ cảm giác được, khẳng định là yếu thế mới như vậy, nói nội dung, tất nhiên cũng là đánh mất tôn nghiêm, mất mặt xấu hổ. Ai có thể nghĩ tới, nói hùng tráng như vậy, cao điệu như thế. Để cho người ta sụp đổ cùng điên cuồng a. Mẹ nó, đây thật là đàm phán, mà không phải đi cướp đoạt. Chương 1655, mời tiên tổ 1. Không đúng, các ngươi có chú ý hay không, vừa rồi bọn chúng nói không phải chúc mừng thầy Trương trở thành viện trưởng, mà là chúc mừng chủ nhân. Thời gian lặng ngắt như tờ rất lâu, sau đó không biết ai hô lên. Trước đó khiếp sợ thực sự quá lớn, cho tới bây giờ mới phản ứng được. Đúng vậy, nói là chúc mừng chủ nhân. Thánh thú nói chủ nhân, chỉ có một khả năng, thú sủng. Các ngươi nói là, thầy Trương, thuần phục tất cả vương giả ở Vân Vũ Lĩnh, lúc này bọn chúng mới chuyển hang ổ tới, xem như hạ lễ. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, toàn bộ danh sư học viện xôn xao. Có thể trở thành học viên của danh sư học viện, không có một cái nào là kẻ ngu, một cái nháy mắt liền hiểu được. Lập tức, cả đám giống như gặp quỷ nhìn về phía thanh niên trên đài cao vẻ mặt thản nhiên. Chỉ hơn 20 tuổi kia, đều cảm thấy đầu óc suýt nổ. Nhất là tất cả học viên của thuần thú sư học viện, tất cả đều phát điên. Bọn họ thuần phục một linh thú, ít nhất phải tốn hao mấy năm, sớm chuẩn bị các loại bảo vật, mỹ thực, hợp ý, bỏ đi tôn nghiêm nịnh bợ, tựa như cầu ra ra, nịnh nãi nãi. Nhưng vị kia ngược lại tốt, bất chi bất giác thuần phục tử dương thú, còn thuần phục tất cả vương giả ở Vân Vũ Lĩnh. Có cần khoa trương như vậy hay không? Đang choáng váng. Liền nghe mấy vạn linh thú trên bầu trời, trên mặt đất, đồng thời quỳ xuống đất, cả đám nhìn về phía thanh niên trên đài, đồng loạt hô lên. Hống 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 giống giống. Là thượng cổ thú ngữ. Trong đám người, một thuần thú sư lớn tuổi nói. Thượng cổ thú ngữ, nói là ý tứ gì? Người chung quanh vội vàng hỏi. Tinh thông thượng cổ thú ngữ không nhiều, xem như tất cả danh sư của danh sư học viện, cũng không phải ai cũng hiểu. Ta chỉ có thể nghe hiểu một bộ phận đơn giản. Thuần thú sư kia trần chờ một chút. Hình như là đang nói. Chúc mừng chủ nhân, trở thành viện trưởng của danh sư học viện. Chủ nhân, sẽ không phải những linh thú này, cũng bị thầy Trương thuần phục, trở thành thú sủng của hắn chứ. Hình như là thật. Thuần phục vương giả của Vân Vũ Lĩnh, thuận tiện thuần phục tất cả linh thú của người ta. Hội trưởng, a à không, chỗ viện trưởng đến, quả thực không có một ngọn cỏ a hát. Mọi người cảm thấy mí mắt xoay loạn. Mới vừa nói xong, còn có thể khoa trương hơn một chút không, liền thấy cảnh này. Viện trưởng, người xác định người chỉ là danh sư tứ tinh, không phải thầy Khổng ngụy trang. Thậm chí coi như thầy Khổng,
cũng chưa nghe nói qua lúc còn trẻ, một hơi thuần phục mấy vạn con linh thú thánh thú. Lần nữa nhìn về phía thanh niên trên đài cao, giống như thấy được quái vật. Xem ra cái gọi là đàm phán, là viện trưởng tự mình đi, căn bản không phải như chúng ta tưởng tượng, trả giá đánh đổi rất lớn, mà là bứng hang ổ của người ta. Tất cả học viên của thuần thú học viện tham gia chiến đấu, một vị đi đầu kịp phản ứng. Đúng vậy, chạy tới trực tiếp thuần phục, 10 đại vương giả, tất cả linh thú, không một may mắn thoát khỏi. Có loại năng lực này còn cần đàm phán cái gì? Buồn cười, chúng ta còn luôn nghi ngờ. Khó trách vừa rồi triệu trưởng lão nói về sau không cần lo lắng vân vụ lĩnh. Tất cả linh thú biến thành thú sủng, làm sao có thể lại phát sinh thú triều? Danh sư học viện thành lập trên vạn năm cũng không thể giải quyết vân vụ lĩnh, thầy Trương còn chưa kế vị, liền trước thời hạn giải quyết, đổi thành ta là thập đại trưởng lão, không chọn hắn làm viện trưởng, thì chọn ai? Sau khi hết khiếp sợ, tất cả đều cười khổ. Trước đó nghe được tin tức cùng vân vụ lĩnh đàm phán, cả đám đều cảm thấy khẳng định là làm ra sự tình tang quyền nhục viện gì. Hiện tại xem ra không phải, còn để nhân tộc thở phào nhẹ nhõm. Một khi tin tức truyền đi, khẳng định sẽ làm cho cả Thanh Nguyên đế quốc khiếp sợ. Thuần phục tất cả. Nhìn tất cả linh thú trên bầu trời cùng chung quanh, hốc mắt Chu Thần Thanh đỏ bừng. Mục tiêu lớn nhất của hắn là thay người nhà báo thù, mà bây giờ tất cả linh thú đều hoàn toàn quy thuận, tương đương với đại thù được báo. Viện trưởng, cảm ơn. Liền ôm quyền, quỳ rạp xuống đất, ý sùng bái phát ra từ nội tâm, không có nửa điểm giả tạo. Được rồi, tất cả lui xuống đi. Nhận lấy tất cả hạ lễ, Trương Huyền xoa xoa mi tâm. Linh thú, thánh thú làm ra màn này, trước đó hắn hoàn toàn không biết. Nếu biết, khẳng định đã sớm khuyên can, làm sao có thể tùy ý để bọn chúng quấy rối như vậy. Mặc dù làm như vậy vì tăng thể diện cho hắn, nhưng lòng vẫn rất buồn bực. Tiền tài không thể lộ ra ngoài, người lặng lẽ cho ta thật tốt, tất cả đều vui vẻ, xem như hạ lễ đưa tới, toàn bộ học viện đều biết, muốn âm thầm phát tài, đã không có khả năng. Vâng, Xích Phiêm sư nhẹ gật đầu, mang theo tất cả linh thú, thánh thú chậm rãi lui xuống. Nhìn thấy linh thú thánh thú đầy trời đầy đất ngay ngắn trật tự, nghiêm ngặt dựa theo mệnh lệnh thi hành, tất cả danh sư nhìn nhau, cả đám lòng tràn đầy bội phục. Có viện trưởng này, lo gì học viện không chấn hưng. Tốt, nếu như mọi người không còn nghi vấn khác, chúng ta liền tiến hành khâu tiếp theo, tế bái tiên tổ. Chương 1656, mời tiên tổ 2. Thấy thái độ của mọi người từ trước đó nghi ngờ biến thành tôn sùng, Triệu Bính Tuất cười cười nói. Chúng ta thừa nhận thầy Trương là viện trưởng, quyết không nghi vấn. Mọi người đồng loạt nói. Trương viện trưởng kia, bất kể nhân phẩm, sư đức, giáo dục, lòng dạ, lý giải tu luyện, đều không có kẽ hở, khiến cho người kính nể, hỏi tiếp cũng là tự rước lấy nhục, còn không bằng không tiến hành nữa. Vậy thì tốt, mời tiên tổ. Triệu Bính Tuất gật đầu, cất cao giọng nói. Viện trưởng kế vị, mời tiên tổ, là lệ cũ cùng truyền thừa của danh sư là học viện. Mục đích là nhận được tất cả viện trưởng trước đó của danh sư học viện công nhận, nghe hiệu quả có chút tương tự phong sư điện, nhưng trên thực tế không phải. Phong sư điện là quỳ lạy tất cả tiên tổ kiệt xuất của danh sư đường, nhận được công nhận càng nhiều, định trước sau này thành tựu càng cao. Mời tiên tổ chỉ là lịch đại viện trưởng tàn lưu lại ý niệm, tiến hành công nhận chọn lựa, được ý thức của những viện trưởng này công nhận càng nhiều, ở trong học viện lấy được quyền hạn lại càng lớn, lấy được chỗ tốt cũng càng lớn. Danh sư học viện cũng không phải đơn giản như mặt ngoài, liên lụy đến đồ vật càng sâu, xem như Triệu Bính Tuất trưởng lão cũng không có tư cách biết đến. Ầm ầm, kèm theo lời nói của Triệu Bính Tuất, bầu trời lập tức tối sầm lại, bốn phía đài cao có một đại trận to lớn chậm rãi vận chuyển, chiếu rọi chung quanh sáng tối chập chờn, như một đám mây đen to lớn bao phủ. Đây là có chuyện gì? Rất nhiều học viên từ trước đến giờ chưa thấy qua cảnh tượng như thế, cả đám nghi ngờ không thôi. Không phải nói mời tiên tổ sao? Làm sao đột nhiên trời tối? Xem ra các người có chỗ không biết, lần trước viện trưởng kế vị, ta đúng lúc có mặt, chính là loại tình cảnh này. Một trưởng lão vuốt vuốt sợi râu, giải thích nói. Cái gọi là tiên tổ, trên thực tế là ý niệm của tất cả viện trưởng lưu ở trong học viện, thuộc về loại hình hồn phách, không cách nào hoạt động ở dưới ánh mặt trời, chỉ có khởi động trận pháp, che đậy mặt trời mới có thể mời ra. Hồn phách, chẳng lẽ là vu hồn? Một học viên không chịu nổi hiếu kỳ trong lòng, nhịn không được hỏi. Vu hồn, sao có thể, vu hồn chi thuật, vì sống có thể đoạt xá người, thậm chí luyện chế người sống thành vô hồn kim nhân, vô nhân đạo,
danh sư ta đường đường chính chính, đại khí cuồn cuộn, làm sao có thể dùng phương pháp của bọn hắn. Trên mặt vị trưởng lão kia lộ ra vẻ khinh thường. Vậy, học viên không hiểu, theo hắn biết, chỉ có vu hồn mới sẽ như thế, chỉ có thể ở trong âm u hành động, cần che đậy ánh nắng. Những tiên tổ này, là lịch đại viện trưởng ngưng tụ ra sư đạo ý niệm, căn bản không phải vu hồn có thể so sánh. Không tin các ngươi nhìn. Vừa dứt lời, liền nghe một hồi phong minh rồn rập, ngay sau đó nhìn thấy hư ảnh một lão giả nhàn nhạt xuất hiện ở trên đài cao. Lão giả này mặt chữ quốc, hai đầu lông mày mang theo một cỗ khí khái hào hùng, cho người ta một loại khí phách thôn phệ thương khung. Hoàn toàn khác biệt vu hồn âm lãnh, trái lại mang theo hạo nhiên chính khí. Nhìn thân ảnh lão giả cách đó không xa, Trương Huyền cau mày. Trước đó, hắn giống như học viên khác, cũng cảm thấy cái gọi là tiên tổ có thể là vu hồn, nếu không danh sư học viện thành lập trên vạn năm, danh sư lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng sống lâu như thế. Nhìn xem lão giả này, mới biết được hẳn giống như phong thánh đài của thầy Khổng, chỉ là lưu lại ý niệm, không phải vu hồn. Mặc dù cụ thể là chuyện gì xảy ra, hắn không làm rõ ràng được, nhưng hồn phách này đường đường chính chính, không có một tia âm hàn, tốt hơn vu hồn rất nhiều. Đương nhiên, có lợi tất có hại, thực lực khẳng định kém vu hồn rất nhiều, cũng không phải hồn phách hoàn chỉnh. Vu hồn sống sót chính là ý thức hoàn chỉnh của mình, mà cái này chỉ là một đạo ý niệm của danh sư, có chút tương tự ngoan nhân trong tay hắn. Nhìn dáng vẻ cùng khí phách của hắn, hẳn là vị viện trưởng thứ nhất của danh sư học viện, Mục Khải. Khác biệt Trương Huyền, tất cả trưởng lão cùng danh sư dưới đài đều hai mắt tỏa ánh sáng. Khai phái tổ sư của danh sư học viện hiển hóa hình thái, đổi lại ai cũng sẽ vô cùng kích động. Mặc dù chỉ là một tàn hồn, nhưng dù sao cũng ẩn chứa ý thức của tiên tổ. Hô 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 hô, vị Mục Khải tổ sư này xuất hiện không lâu, trên đài cao, hư ảnh lay động. Rất nhanh lại xuất hiện mấy chục nhân ảnh. Cho dù thoạt nhìn có chút phai mờ, nhưng cho người ta một loại áp lực cường đại. Với tư cách học viên cùng trưởng lão, lịch sử học viện là nhất định phải nhớ rõ, có thể trở thành viện trưởng, mỗi một người đều có năng lực vượt xa danh sư khác, là thần tượng được vô số học viên sùng bái. Đột nhiên nhìn thấy nhiều thần tượng như vậy đồng thời xuất hiện, toàn bộ diễn võ trường gần như vỡ tổ. Người kia hẳn là viện trưởng đời thứ 7, Lưu Sương Nguyên viện trưởng. Hắn sáng lập ra Sương Nguyên Đại Bi Thủ cùng Thiên Diệp Trưởng, vẫn là mục tiêu học tập của ta. Kia hẳn là Mạc Lưu Chân viện trưởng mệnh danh thiên phú đệ nhất trong tất cả viện trưởng. Quả nhiên khí chất bất phàm, chỉ nhìn ánh mắt, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái hư không. Mạc Lưu Chân viện trưởng mạnh mẽ, đáng tiếc vì xung kích danh sư bát tinh, đi vào địa quật không có trở về, trở thành một tổn thất lớn của danh sư đường. Thần tượng của ta là Trúc Huyền Thanh viện trưởng đời thứ 76. Mặc dù hắn không có đột phá lục tinh đỉnh phong, đi đến thất tinh, nhưng am hiểu 12 loại chức nghiệp phụ thu, đồng thời mỗi một loại chức nghiệp, đều tiến hành miêu tả kỹ càng, lưu lại tài phú chân quý cho học viện. Tất cả danh sư, cả đám ánh mắt nóng như lửa. Hô hô! Trong tiếng nghị luận, thân ảnh trên đài cao tổng cộng xuất hiện chọn 102 vị. 102, tại sao không có thân ảnh viện trưởng đời trước? Trương Huyền nhìn không được cau mày. Chương 1657, đánh các ngươi một trận được chứ? 1. Viện trưởng mỗi một thời đại đều lưu lại ý niệm, coi như lão viện trưởng đời trước ngoài ý muốn mất tích, đến nay tung tích không rõ, nhưng loại đồ vật lưu truyền hậu thế này, hẳn là cũng sẽ gửi ở học viện. Làm sao lại không có? Lão viện trưởng, công lao không đủ, còn chưa kịp đi viện trưởng lăng liền mất tích. Đương nhiên không có lưu lại ý niệm. Nhìn ra hắn nghi hoặc, Triệu Bính Tuất truyền âm nói. Công lao. Trương Huyền sững sờ. Mỗi một vị danh sư, căn cứ danh sư đường ghi chép, đều có thể hình thành công lao. Chỉ có đi đến hạn mức nhất định, mới có thể mở ra viện trưởng lăng. Sự tình hữu ích với nhân tộc, làm ra càng nhiều, công lao lại càng lớn. Giảng bài, để càng nhiều học sinh tiến bộ, là công lao, chém giết dị linh tộc, loại bỏ tai họa ngầm, là công lao, sáng chế công pháp mới, võ kỹ, truyền thụ cho người, lớn mạnh nhân tộc, cũng là công lao. Thấy hắn không hiểu, Triệu Bính Tuất cười cười. Viện trưởng thu phục tất cả linh thú, thánh thú ở Vân Vũ Lĩnh, xóa bỏ đại tai nạn, trên thực tế chính là công lao lớn, không nói cái khác, chỉ cái này liền đủ mở ra viện trưởng lăng. Vân Vũ Lĩnh vẫn là tai họa ngầm của danh sư học viện, đã trải qua hơn 100 vị viện trưởng, đều không có giải quyết triệt để. Vị trước mắt này chẳng những hóa giải, còn không lưu bất luận tai họa ngầm gì, công lao to lớn, so với tổ sư khai phái còn hơi không bằng. Nhưng tuyệt đối có thể trói lọi thiên cổ,
lưu danh bách thế. Công lao của ta đầy đủ. Trương Huyền ngẩn ngơ, vẻ mặt thẫn thờ. Đúng vậy. Triệu Bính Tuất cười khổ gật đầu. Viện trưởng khác, vì kiếm lấy công lao, chịu đủ mệt nhọc, cẩn trọng, làm ra các loại sự tình có ích cho nhân tộc, cũng kiếm lấy không được bao nhiêu. Mà vị trước mắt này, đoán chừng hắn là trong lịch đại viện trưởng, một cái duy nhất không biết công lao là gì, cái đồ chơi này liền đủ rồi. Chuyện này, nếu để cho lịch đại viện trưởng kia biết, nhất định sẽ trực tiếp hộc máu. Giữa người và người chênh lệch thực sự quá lớn, không biết trong lòng đối phương suy nghĩ, Trương Huyền tiếp tục hỏi. Viện trưởng Lăng là cái gì? Viện trưởng Lăng là chỗ ôn dưỡng ý niệm của viện trưởng, sau khi chết thi thể cũng sẽ chôn ở trong đó, nói cách khác, là chỗ lịch đại viện trưởng của danh sư học viện yên nghỉ. Chính là nghĩa địa của viện trưởng. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Nghe giọng điệu của đối phương, xem như nghĩa địa của viện trưởng, cũng không phải bất kỳ viện trưởng nào cũng có thể đi vào, còn cần công lao. Cái nghĩa địa này hẳn là có gì đặc thù. Trương Huyền nghi ngờ nhìn qua. Chỉ là nghĩa địa bình thường mà nói, chỉ cần trở thành viện trưởng, liền có tư cách đi vào, mà cái này còn có yêu cầu, tất nhiên không đơn giản như tưởng tượng. Lời nói mới nói phân nửa, chỉ thấy cách đó không xa, tất cả ý niệm viện trưởng đồng loạt nhìn qua. Ngươi là viện trưởng khóa này. Một thanh âm uy nghiêm vang lên. Nói chuyện chính là danh sư khai phái học viện Mục Khải. Trong ánh mắt hắn, cũng không có bởi vì Trương Huyền tuổi tác nhỏ mà lộ ra coi thường, ngược lại ôn tồn lễ độ, mang theo tán thưởng. Có thể trẻ tuổi như vậy, liền đạt được tất cả học viên cùng trưởng lão công nhận, xem ra nhất định có chỗ hơn người. Người khai sáng một danh sư học viện, ánh mắt đương nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Người khác chỉ thấy được Trương Huyền tuổi còn nhỏ, không chịu nổi trách nhiệm, nhưng vị tổ sư khai phái này, lại nhìn ra tiềm lực của hắn. Trẻ tuổi như vậy, liền có thể để tất cả sư đồ bội phục, tiến hành nghi thức mời tiên tổ, làm sao có thể đơn giản. Mặc dù có trận pháp duy trì, chúng ta có thể xuất hiện ở nơi này thời gian cũng có hạn, dùng ba câu giới thiệu bản thân, biểu hiện ra cường hạng cùng năng lực, ba câu qua đi. Chúng ta căn cứ nội dung ngươi nói, đánh giá công nhận hay không. Trong mắt Mục Khải mang theo mỉm cười, tiếp tục nói. Ba câu. Trương Huyền sững sờ, còn tưởng rằng sẽ giống như Phong Sư Điện, tiến hành quỳ lạy, thu hoạch được công nhận, hiện tại xem ra, cũng không có đơn giản như vậy. Chỉ để nói chuyện, trên thực tế càng khó, đại biểu tất cả tiền bối đối khảo nghiệm hắn, tuyệt đối không thể ăn nói lung tung. Đang nghĩ ngợi trả lời như thế nào, liền nghe Triệu Bính Tuất truyền âm. Viện trưởng, nhất định phải cân nhắc tốt, nói như thế nào. Nhận được ý niệm của tiên tổ công nhận càng nhiều, trở thành viện trưởng, quyền hạn lại càng lớn. Quyền hạn, mặc dù có chút chỗ, xem như viện trưởng cũng không cách nào tiến vào cùng khống chế, nhất định phải có đầy đủ quyền hạn. A hát, Trương Huyền nhẹ gật đầu, hiểu được. Chương 1658, đánh các ngươi một trận được chứ? 2. Viện trưởng chỉ là tất cả sư đồ đề cử ra, tạm thời quản lý tất cả công việc của danh sư, cũng không phải biến thành chủ nhân của học viện, tự nhiên phải có quyền hạn. Quyền hạn càng lớn, khống chế học viện lại càng mạnh. Để 20% tiên tổ công nhận, liền có tư cách kế nhiệm viện trưởng, thu hoạch được quyền hạn sơ khai của học viện. 40%, thu được quyền hạn trung cấp. 60, quyền hạn cấp cao, vượt qua 80%, thì nhận được quyền hạn tối cao, có thể điều động tất cả đại trận của học viện, quan sát thư tịch bí ẩn nhất, thậm chí không cần công lao, cũng có thể tự do ra vào viện trưởng Lăng. Quan sát thư tịch bí ẩn nhất. Trương Huyền mắt sáng rực lên. Sở dĩ đáp ứng làm viện trưởng, chính là vì đọc sách, nghe giọng điệu của đối phương, thiết chí quyền hạn, chỉ cần không đến, khẳng định vẫn có chút sách không thấy được. Đã như vậy, vì cái gì không tranh thủ quyền hạn tối cao? Nhưng muốn lấy được, nhất định phải ở trong ba câu nói, thu hút ý niệm của tất cả viện trưởng, làm cho đối phương thừa nhận bản thân. Cái này cũng không dễ dàng như trong tưởng tượng. Mặc dù khai phái tổ sư Mục Khải nhìn thấy hắn tuổi trẻ, khen ngợi rất nhiều, nhưng cũng không phải tất cả tiền bối đều nghĩ như vậy. Dù sao tuổi, tu vi, cấp bậc danh sư của hắn ở đó, thoạt nhìn cũng không tính xuất sắc, so với những người khác, còn kém quá nhiều. Trong ba câu nói liền để bọn hắn đổi mới, khó. Trước đó lão viện trưởng nhận được bao nhiêu phần trăm công nhận? Nhìn không được hỏi. Thời điểm lão viện trưởng kế vị, là danh sư lục tinh đỉnh phong, vừa mới đi đến tiêu chuẩn, chỉ lấy được 22% công nhận. Miễn cưỡng thông qua. Triệu Bính Tuất truyền âm tới. Lịch đại viện trưởng thu hoạch được quyền hạn sơ khai tương đối dễ dàng,
trung cấp liền có chút khó. Nhìn chung lịch sử, hơn 100 viện trưởng nhận được loại quyền hạn này, không cao hơn 30 vị. Nhận được quyền hạn cấp cao không cao hơn 10 vị. Thu hoạch được quyền hạn tối cao, chỉ có khai phái tổ sư. Chỉ có một người. Trương Huyền líu lưỡi. Xem ra còn muốn phức tạp hơn tưởng tượng. Muốn hơn 100 cường giả từng làm qua viện trưởng, toàn bộ công nhận, từ sâu trong nội tâm khen ngợi, quả thực rất khó. Lòng người như mặt, trong mắt người hoàn mỹ, có lẽ ở trong mắt người khác, là chán ghét nhất. Thật giống như có chút danh sư tinh thông mười mấy dạng phụ tu, hơn nữa từng cái đều đạt đến cảnh giới rất sâu, dựa theo đạo lý, hẳn là sẽ nhận được rất nhiều người tôn kính. Nhưng cũng có rất nhiều người cho rằng, danh sư nên toàn tâm lo lắng giáo thư dục nhân, phụ tu càng nhiều, nói rõ tâm tư dùng cho giáo dục càng ít, không đáng tôn kính. Đúng vậy, thu hoạch được công nhận, số lượng viện trưởng càng ít càng dễ dàng, đến bây giờ đã qua hơn 100 vị viện trưởng, muốn thu hoạch được quyền hạn cao hơn, liền càng ngày càng khó. Triệu Bính Tuất tiếp tục nói, muốn lấy được một hai người công nhận, vẫn tương đối dễ dàng, chỉ cần biểu hiện đầy đủ ưu tú, liền có thể làm được, nhưng muốn để hơn 100 người, đồng thời có ấn tượng tốt, vậy liền khó khăn. Cho nên lựa chọn ba câu nói cực kỳ trọng yếu. Nên nói cái gì? Trương Huyền trầm tư, dưới đài tất cả danh sư, nghe được Mục Khải Thiên Tổ yêu cầu, cũng ý thức được độ khó, cả đám nhìn về phía đài cao, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Ngươi cảm thấy thầy Trương sẽ nói cái gì? Một vị học viên nhìn không được nhìn về phía bằng hữu bên cạnh. Thầy Trương đại tài, muốn nói gì, thật đúng là không đoán ra được, chẳng qua lấy năng lực của hắn, để tất cả tiền bối công nhận hẳn không phải việc khó. Hảo hữu của hắn là tín đồ của Trương Huyền, đối với G Tân viện trưởng tự tin hơn gấp trăm lần. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy, năm đó Mạc Ngôn Thanh viện trưởng kinh tài tuyệt diễm, nghe nói cũng chỉ để 71% ý niệm công nhận, mặc dù thiên phú của thầy Trương không kém gì hắn, nhưng dù sao không có hoàn toàn triển lộ ra, nếu như lại cho mấy chục năm, có lẽ có thể nhẹ nhõm siêu việt, nhưng bây giờ ta sợ không dễ dàng như vậy. Bên cạnh một vị danh sư hiểu rất rõ viện sử nói. Cũng đúng, khẳng định không dễ dàng như vậy, ta nghe nói lão viện trưởng ở khâu mời tiên tổ này, thành tích liền không cao, không cao hơn 25%. Lại một học viên nói, lão viện trưởng có thể thuần phục tử dương thú, thành công đột phá danh sư thất tinh, đủ để chứng minh thiên phú và năng lực. Loại cường giả này, cũng chỉ được không đến 25% công nhận, đủ thấy chuyện này bao khó. Muốn được công nhận, liên quan rất nhiều phương diện, thực lực, nhãn duyên. Vận khí, thiếu một thứ cũng không được, ba câu nói rất khó biểu hiện ra năng lực của một người, xem như thầy Trương xử lý như thế nào. Nói hay, có thể được thu hoạch không tưởng tượng, không tốt, đoán chừng chỉ miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Một vị trưởng lão nghe được mấy người đối thoại, lắc đầu, đột nhiên chỉ về phía trước. Mau nhìn, thầy Trương chuẩn bị nói. Mọi người đồng loạt nhìn lại đài cao, quả nhiên thấy Trương Huyền ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh nhìn trước mắt, hơn 100 ý niệm của danh sư tiền bối. Truyền âm với Triệu Bính Tuất, tất cả danh sư thảo luận, thoạt nhìn thời gian dài, trên thực tế chẳng qua mười mấy hô hấp mà thôi. Nhanh như thế liền làm xong quyết định, muốn nói gì, tất cả mọi người ngừng thở, nhịn không được hiếu kỳ trong lòng. Triệu Bính Tuất cũng vuốt râu, nhìn lại, nên nói cũng nói rồi, hắn muốn lần nữa nhìn xem, thầy Trương này làm sao sáng tạo kỳ tích, để cho người ta lau mắt mà nhìn. Ta tên Trương Huyền. Trương Huyền cười cười, trước tiến hành tự giới thiệu, nghe lời này. Tất cả ý niệm viện trưởng đồng thời nhẹ gật đầu. Mặc dù lãng phí một câu, nhưng bày tỏ tôn trọng đối với bọn hắn, cũng biểu lộ thân phận của mình, chung quy chung củ, không có thiếu niên đắc chí tùy tiện chút nào. Càng cho thấy vô cùng tự tin, không có lo lắng chút nào, xem ra viện trưởng trẻ tuổi này không đơn giản. Ngay thời điểm tất cả viện trưởng ý niệm biểu hiện rất hài lòng, chỉ thấy thanh niên đối diện, có chút lúng túng gãi đầu, thật không tiện nhìn qua. Cái kia, các ngươi đều là lịch đại viện trưởng của danh sư học viện, hẳn là lòng dạ rộng lớn, ung dung rộng lượng. Cùng các ngươi thương lượng một chút, để cho ta đánh các ngươi một trận, được không? Đánh một trận. Tất cả danh sư trưởng lão đang vểnh tai, muốn nghe hắn có thể nói nội dung gì, tất cả đều ngẩn ngơ. Chương 1659, tận tình ấu đả ta đi. 1. Vừa rồi bọn họ đều suy nghĩ, cơ hội chỉ có 3 câu, Trương sư sẽ nói về phương diện nào? Muốn nói triển lãm năng lực, vô luận là luyện đan, y thuật, hay là luyện khí, ma âm, đều có thể hấp dẫn chú ý mọi người, làm cho người ta khâm phục. Muốn nói triển lãm công huân, tìm về thi thể Ngô Dương Tử Đại Sư,
cống hiến phương pháp luyện khí vô thường, cứu sống bồ đề thụ của Hoàng thất đế quốc Hồng Viễn, tuần phục toàn bộ linh thú, thánh thú Vân Vũ lĩnh. Tất cả đều kinh thế hãi tục, đều không kém bất cứ viện trưởng nào. Cho dù là dạy học, vài đệ tử thân truyền, tuy thực lực không cao, nhưng lý giải tu vi cùng vũ kỹ, vượt xa rất nhiều danh sư lục tinh, thậm chí được vũ kỹ viện mời vào làm khách tọa trưởng lão. Mặt nào cũng đều rất xuất chúng, có thể khiến cho vô số tiền bối. Lúc này toàn bộ ngậm miệng không nói chuyện, trực tiếp muốn đi đánh người. Đại ca, chúng ta là danh sư, không phải lưu manh. Dưới đài toàn bộ danh sư đều ngây ngốc, vô số trưởng lão giật đứt cả râu, cằm chảy máu tươi, lại không hề phát giác. Đã từng thấy qua biểu hiện tự kỷ, mèo khen mèo dài đuôi, không ngừng khoa trương, từng thấy qua vì được quyền lực, cao thấp tính toán, xu nịnh trên dưới, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nhưng cho tới giờ cũng chưa từng thấy qua, sau khi triệu hồi tổ tiên, sẽ động thủ với bọn họ. Mấu chốt là còn nói đúng lý hợp tình như thế, hạo nhiên chính khí như thế. Trương sư, ngươi chẳng lẽ thật không sợ các tổ tiên đập chết ngươi ngay tại chỗ sao? Cho dù không muốn được tán thành, không muốn làm viện trưởng, cũng không đến mức phá rối như vậy chứ. Thân thể nhoáng một cái, Triệu Bính Tuất thiếu chút nữa đã ngã xuống từ trên đài cao. Đám người mi trưởng lão cầm cũng sắp rơi ở trên đất, một đám sắc mặt trướng đỏ bừng, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Đánh chúng ta một trận. Mọi người choáng váng, ý niệm tổ tiên ở trên đài, cũng hai mặt nhìn nhau, tâm muốn chết cũng có. Có thể trở thành viện trưởng, tất cả bọn họ đều trải qua loại khảo hạch này, cũng đã khảo hạch qua vô số hậu bối, thấy qua vì để được tán thành, vắt hết óc chuẩn bị ba câu nói, nhưng cho tới giờ cũng chưa từng thấy, vừa mở miệng liền muốn động thủ. Ngươi điên sao? Sắc mặt tất cả đều âm trầm xuống, tổ tiên Mục Khải nhíu mày. Cơ hội chỉ có ba câu. Ngươi phải suy xét cho tốt nên nói cái gì, không được ăn nói lung tung. Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, để cho ta đánh các người một trận đi. Trương Huyền lắc lắc đầu. Thân thể nhoáng một cái, nháy mắt đã đi tới trước mặt tổ tiên Mục Khải, bàn tay lật ra, án về phía trước. Oanh đùng. Chân khí kích động, phát ra âm bạo cường đại, mới vừa ra tay, đã nhìn ra uy lực bất phàm, cho dù là bán thánh, đứng ở trước mặt, chỉ sợ cũng có thể bị đánh chết tại chỗ. Thực động thủ à? Trương sư muốn làm gì? Xong rồi, một khi động thủ, khẳng định sẽ bị tội danh đại bất kính, cho dù được tán thành, cũng không có khả năng được. Các danh sư dưới đài, vẻ mặt cả đám như phát điên, trái tim đám người Triệu Bính Tuất, mi trưởng lão co rút, bất cứ lúc nào cũng có thể vì chịu không nổi mà ngất đi. Động thủ đối với tổ tiên, đây đã không phải là vấn đề muốn làm viện trưởng hay không, mà là có thể tiếp tục ở lại học viện danh sư hay không. Thậm chí là có thể tiếp tục lăn lộn ở cái nghề danh sư này. Làm càn. Thật to gan. Muốn chết. Thấy hắn động thủ, các viện trưởng đều hét lớn lên, da mặt của Mục Khải tổ sư cũng giật giật, vội vàng lui về phía sau, bàn tay giơ lên vỗ qua, thân thể Trương Huyền nhoáng một cái, tránh thoát công kích, xoay người lui về phía sau. Mục Khải tổ sư đang muốn tiếp tục truy kích, đột nhiên thần sắc biến đổi, như cảm thấy được cái gì, đồng tử co rút lại, không tự chủ được run run. Hô! Thấy hắn hiểu được, Trương Huyền mỉm cười, ngừng lại. Bất quá, hắn dừng lại, viện trưởng khác cũng không có dừng, tất cả đều nổi giận đùng đùng vọt tới, từng đạo lực lượng hùng hậu, giống như sắt thép, muốn cuốn lấy hắn. Nhìn thấy hắn bất kính đối với tổ sư khai phái, toàn bộ mọi người động lửa giận, cho vị viện trưởng mới này một chút giáo huấn. Dừng tay! Ngay tại thời điểm lực lượng như sắt thép kia sắp Trương Huyền bao lấy, một tiếng hét lớn vang lên. Lên tiếng lại chính là tổ sư khai phái Mục Khải. Toàn bộ viện trưởng, trần chờ một chút, đều ngừng lại lui về sau chờ đợi, vài vị trong đó ánh mắt lập lòe nhìn qua. Mục sư, viện trưởng mới này, không hiểu tôn ti, không hiểu quy củ, dám ra tay đối với người, đã vi phạm lễ tiết, xin để chúng ta xử trí. Danh sư là luôn phải trọng lễ, không xử trí thì sao có thể để cho người ta tâm phục. Các viện trưởng lòng đầy căm phẫn. Làm viện trưởng đã nhiều năm, cho tới giờ cũng chưa thấy ai lớn mật như vậy. Làm càn. Thấy mọi người đều nghị luận, tổ sư Mục Khải sắc mặt trầm xuống. Chúng ta chỉ là một luồng tàn hồn, giáo huấn viện trưởng đương đại, còn thể thống gì? Nghe được Mục Khải tổ sư trọng lễ tiết nhất lại có thể nói như vậy, mọi người đều ngẩn ngơ, tràn đầy nghi hoặc nhìn qua. Có vẻ, vừa rồi người động thủ cũng khá nhanh đấy chứ. Chỉ là người ta trốn tránh mau, không đánh chúng mà thôi. Sao lại hiện tại thành không ra thể thống gì?
vậy giờ phải làm sao? Một vị viện trưởng, rốt cuộc nhịn không được, mở miệng nói. Còn có thể làm gì nữa? Mở chừng hai mắt, Mục Khải tổ sư vung tay ra, mang theo hạo nhiên chính khí. Đứng ở tại chỗ để cho hắn đánh. Thịch, thịch, thịch. Các danh sư dưới đài, tất cả chân đều mềm nhũn, ngã ra đất. Chương 1660, tận tình ấu đả ta đi. 2. Đứng ở tại chỗ để cho trương sư đánh. Cái quỷ gì vậy? Người xác định người không có nói đùa đấy chứ? Các viện trưởng ý thức được, quay mặt nhìn nhau, cả một đám, gặp cái quỷ gì vậy? Nhất là viện trưởng đời thứ hai, đệ thứ ba, bọn họ đều từng cùng Mục Khải tổ sư kết giao rất sâu, thậm chí là đệ tử cùng đồ tôn của hắn, biết rõ tổ sư làm người ra sao. Cương trực công chính, luôn luôn xem lễ tiết rất nặng, vị viện trưởng mới trước mắt này, cả gan làm loạn như thế, không kiêng nể gì như thế, lại có thể không tức giận, ngược lại để cho mọi người chịu đánh. Cái này cũng quá khoa trương rồi. Tốt rồi, nhanh lên, chúng ta có thể ở bên ngoài cũng không lâu, đừng chậm trễ thời gian. Không để ý tới mọi người kinh nghi, Mục Khải tổ sư bàn tay vung lên. Rõ. Thấy tổ sư vẻ mặt không vui, các viện trưởng đành phải cắn chặt răng, một đám tiến lên, trên mặt mang theo vẻ thấy chết không sờn, nhìn về phía Trương Huyền. Đến, tận tình ấu đả ta đi. Đắc tội. Gật gật đầu, Trương Huyền cũng không nói nhiều, bước từng bước một đi về phía trước, chân khí trong cơ thể như rồng, nháy mắt toàn bộ người bao phủ vào trong. Một lát sau, chân khí tán đi, lui về phía sau một bước, Trương Huyền đi tới bên cạnh đài cao, im lặng đứng ở đó, giống như chưa từng phát sinh ra chuyện gì vậy. Về phần các viện trưởng, một đám sắc mặt trắng bệch, như đã hiểu được cái gì, lại nhìn về phía viện trưởng trẻ tuổi cách đó không xa vị, tràn ngập kính nể. Tốt rồi, thời gian không nhiều lắm, hiện tại quyết định, tán thành đối với hắn. Mục Khải nói, ta là người đầu tiên đồng ý, tán thành trương sư làm viện trưởng học viện danh sư, có hắn ở đây, về sau học viện tất nhiên có thể không ngừng phát triển, càng tiến càng xa. Ta viện trưởng đời thứ hai học viện danh sư cũng tán thành. Ta viện trưởng đời thứ ba đồng ý. Ta viện trưởng đời thứ bốn tán thành. Ta viện trưởng đời 102 đồng ý với quan điểm của toàn bộ viện trưởng kể trên. Từng viện trưởng đi về phía trước, thanh như chuông đồng, tất cả đều không hề chần chờ tán thành danh sư Trương Huyền, không có ngoại lệ. Ta không nhìn lầm chứ, viện trưởng này, bị đánh một trận, lại có thể đều chấp nhận Trương sư. Ta cũng rất kỳ quái, không biết là chuyện gì đã xảy ra. Dĩ hạ phạm thượng không phải đại bất kính sao? Đổi thành tình huống trước kia, không phải là một người tán thành đều không có sao? Sao có thể như vậy? Ta cũng không biết, dù sao chuyện phát sinh ở trên người Trương sư, đều thực tà tính. Các danh sư thiên hạ, đều đã cảm giác nói không nên lời. Hơn 100 vị viện trưởng các đời, được quyền hạn tối cao chỉ có tổ sư khai phái, người này lại đi ngược, ý niệm của các danh sư, điên cuồng trà đạp một trận, không những nhận được tán thành, còn là 100%. Là trực tiếp nhận được quyền hạn tối cao. Chẳng lẽ ý thức viện trưởng này, đều là thích ngược đãi, không thích lời dễ nghe, không căn cứ năng lực chọn lựa nhân tài, ngược lại thích bị đánh. Nếu toàn bộ tán thành, thời gian cũng không sai biệt lắm, chúng ta đều trở về. Thấy toàn bộ người đã nói xong, Mục Khải tổ sư gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Trương Huyền cách đó không xa. Hy vọng Trương sư về sau thành tựu cao tới đâu, đừng quên từng là viện trưởng học viện danh sư Hồng Viễn. Nói xong liền ôm quyền. Cáo từ. Lời vừa dứt, các viện trưởng bóng người càng lúc càng mờ, đồng thời biến mất ở trong thiên địa, hẳn là bị trận pháp truyền tống đi rồi. Hô! Thấy bọn họ rời khỏi, hơn nữa toàn bộ đều tán thành đối với mình, Trương Huyền nhịn không được thở hắt ra. Biết có được quyền hạn có thể xem càng nhiều thư tịch, trong đầu nhịn không được đã đồng ý niệm lấy quyền hạn tối cao. Suy nghĩ thật lâu, biết chỉ bằng 3 câu, đã muốn để cho 80% viện trưởng tán thành mình, căn bản là không có khả năng hoàn thành. Cũng không phải thực lực của hắn không xuất chúng, cấp bậc danh sư cũng không đủ. Trừ khi, có lý do bọn họ không thể không tán thành. Nói thật, người khác muốn tìm loại lý do này là rất khó, nhưng hắn là thật có. Thiên nhận danh sư. Danh sư ngay cả ông trời cũng tán thành, ai dám phủ nhận. Chỉ là, đây là trường hợp công cộng, thân phận thiên nhận danh sư tiết lộ ra ngoài, tất nhiên sẽ lọt vào vô số giết chóc cùng nguy hiểm. Nhưng muốn đơn độc triển lãm cho vài người xem, bằng vào thực lực của hắn lại làm không được. Rơi vào đường cùng, đành phải ra hạ sách này.
cùng đối phương chiến đấu, dùng chân khí bao phủ, sau đó lại phóng ra uy thế thiên nhận danh sư. Tuy phiền toái một ít, nhưng mà dưới thiên đạo chân khí quấy nhiễu, cho dù là người thực lực mạnh hơn hắn gấp trăm lần, muốn tra xét, cũng khó mà phát hiện. Thành công triển lãm thân phận, các viện trưởng nào dám nói thêm một lời thừa nào. Có châu cũng châu sao lại ông trời. Thiên nhận danh sư, là đãi ngộ của Khổng sư. Vì thế mới xuất hiện một màn vừa rồi, Trương Huyền cũng thành một vị danh sư duy nhất của học viện danh sư từ khi lập trường tới nay, được toàn bộ viện trưởng tán thành. Chuyện này không thể nói ra miệng, những người khác lại không rõ chuyện gì, nhìn về phía Trương Huyền, cảm thấy hắn càng lúc càng thần bí. Các đệ tử, trưởng lão trước đó trong lòng vẫn còn lo lắng, giờ phút này, tất cả đều nói không ra lời. Toàn bộ viện trưởng đều chấp nhận rồi, bọn họ có tư cách gì mà nghi ngờ. Tốt, nếu Trương Sư đã được toàn bộ viện trưởng tán thành, như vậy liền tiến hành hạng mục tiếp theo, ngưng tụ viện trưởng lệnh. Từ trong khiếp sợ phản ứng lại, Triệu Bính Tuất nhìn quanh một vòng, dùng thanh âm khàn khàn nói. Bất quá, trước đó, còn mời Trương viện trưởng, giảng một khóa công khai. Chương 1661, con lừa cũng điên cuồng 1. Ngưng tụ viện trưởng lệnh, là tập hợp ý niệm toàn bộ sư sinh học viện danh sư, trang trọng, thần thánh, trước đó, viện trưởng mới phải tiến hành khóa công khai. Để cho toàn giáo sư sinh kiểm nghiệm năng lực giảng bài của hắn, nếu giảng bài không thể thuyết phục mọi người, thì sao có khả năng ngưng tụ ý niệm mọi người, tất cả phát huy ra càng tốt hơn. Để chúng ta nghe khóa của Trương sư. Đệ tử đều lợi hại, lão sư khẳng định càng mạnh. Quá tốt rồi, có thể làm cho toàn bộ viện trưởng đều tán thành, thật muốn biết giảng bài là sẽ thế nào. Toàn bộ mọi người lộ ra vẻ mặt chờ mong. Đệ tử Trương sư, giảng giải công pháp cơ sở, đều có thể làm cho người ta như si như say, thân là lão sư, tự nhiên càng cường đại hơn. Đã có yêu cầu này, ta sẽ cho mọi người một khóa cơ sở vậy. Trương Huyền đi về phía đài cao bên cạnh. Trước khi đến mi trưởng lão đã nói qua lưu trình kế vị đại điển, biết khóa công khai, khẳng định phải lên, cũng không có gì phải chối từ. Nói đến, lĩnh ngộ tâm sư giả, đối với sư đạo lĩnh ngộ càng sâu, biết chỉ có tri thức truyền ra ngoài, mới có thể càng thêm phát dương quang đại, cũng không có gì có thể giữ lại. Tu luyện giống như một tòa lầu, trụ cột cắm càng vững, lầu sẽ càng cao, ngược lại, chỉ là lâu các trong không trung, hoa nguyệt trong gương. Ta hiện tại nói một chút với mọi người làm thế nào từ hợp linh cảnh, đột phá đến kiều thiên cảnh. Trương Huyền nhìn quanh một vòng, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tuy không có cố ý phát lực, thanh âm trầm ổn lại lan truyền khắp bốn phía, để cho mỗi người ở đây, đều có thể nghe rõ ràng. Cùng với lời nói của hắn, từng đoàn linh khí, từ trên trời giáng xuống, hội tụ lại, ở không trung hình thành từng đóa hoa trắng nõn, trông rất bắt mắt. Ngôn tụ linh khí, miệng phun hoa sen. Toàn bộ đệ tử nghe mà như si như say, không kềm chế được. Đường phố bên ngoài học viện danh sư, ăn, ở, dùng, các loại vật tư, cái gì cần có đều có, sớm hình thành một chuỗi sản nghiệp, hết sức phát đạt. Danh sư, là chức nghiệp không thiếu tiền nhất đại lục, chỉ cần có thể ở trong này mở quán, cơ bản đều kiếm đầy bàn tràn bát, dầu chảy mỡ. Ông chủ, người khác tới gần học viện danh sư, kiếm tiền là phụ, quan trọng nhất là có thể tiếp xúc càng nhiều danh sư. Một khi được chỉ điểm, thực lực có thể tiến nhanh. Sao lại 20 năm qua, thực lực của ngươi, không có chút biến hóa? Bên trong một tử quán không lớn, một vị kiếm khách dáng vẻ hào sảng, bưng rượu ngon, lười biếng nhìn về phía ông chủ cách đó không xa. 20 năm trước hắn đã từng tới đây một chuyến, ở trong này mấy tháng, hai người đã sớm quen thuộc. Người đứng không xa, chừng 50 tuổi, bụng phệ, một bộ dáng thương nhân, trên thực tế mấy chục năm trước. Cũng là một vị kiếm khách nổi danh, thực lực bất phàm. Chẳng qua, không biết vì nguyên nhân gì, rời khỏi giang hồ, đến nơi này bán rượu, hiện tại đã mấy chục năm, thương hộ chung quanh thay đổi liên tục, chỉ có hắn ở tại chỗ không nhúc nhích, thực lực cũng không có biến hóa gì. Toàn bộ tràn đầy kỳ quái. Tôi cũng muốn tăng lên thực lực, đáng tiếc mấy năm nay, danh sư ở chỗ của tôi uống rượu, không có một vạn, cũng có 8.000. Chỉ điểm giúp tôi, cũng có ít 1-2, 3.000 người, đáng tiếc. Thiên phú của tôi chỉ giới hạn ở đó, không thể tiến bộ. Cười khổ một tiếng, ông chủ lắc lắc đầu. Làm một kiếm khách, phong kiếm quy ẩn, tự nhiên có khổ bất đắc dĩ của bản thân. Bản thân bị trọng thương, lại không thể tu luyện, tu vi cả người hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đến bên ngoài học viện danh sư mở tử quán, đúng là mong có thể được chỉ điểm, một lần nữa trở lại đỉnh phong.
Đáng tiếc, mấy chục năm nay, gặp qua danh sư tuy nhiều, có thể giải quyết tai họa ngầm trong thân thể hắn để cho hắn có thể một lần nữa cầm lấy trường kiếm, lại không có một ai. Vốn ôm tin tưởng thật lớn, lâu ngày, biến thành thất vọng, trường kiếm không có dùng làm dao chặt thịt đã là tốt rồi. Ai? Kiếm khách dáng vẻ hào sảng cũng thấy được sự bất đắc dĩ của hắn, mở miệng uống ngụm rượu, thở dài một tiếng, đang muốn nói an ủi gì đó, đột nhiên cảm thấy linh khí chung quanh, toàn bộ cấp tốc hướng học viện danh sư thổi quét tới. Đây là chuyện gì vậy? Nhíu mày! Nghe nói hôm nay là kế vị đại điển viện trưởng mới của học viện, dựa theo lưu trình bình thường, hẳn là đang mở khóa công khai. Danh sư 6 sao, ngôn tụ linh khí, chẳng có gì lạ. Ông chủ nhìn thoáng qua, lắc lắc đầu. Danh sư đạt tới 5 sao, có thể làm tới ngôn tụ linh khí, miệng phun hoa sen, chỉ là phạm vi không đủ rộng mà thôi. Đối phương nếu là viện trưởng mới, mở khóa công khai, linh khí hội tụ lại, cũng không có gì. Ồ, kiếm khách dáng vẻ hào sảng gật gật đầu, bưng lên chén rượu đang muốn tiếp tục uống, chợt nghe thấy xa xa một giọng nói vang lên ở bên tai. Tu luyện giống như một tòa lầu, trụ cột cắm càng vững, lầu sẽ càng cao. Giọng nói lấy học viện làm giới hạn, tử quán vừa vặn ở bên tường viện, cũng có thể nghe được, chỉ là loáng thoáng, không quá rõ ràng mà thôi. Cái này, giảng giải tuy là cơ sở, lại thẳng chỉ bản chất tu luyện. Nghe một hồi, kiếm khách dáng vẻ hào sảng chén rượu không tự chủ được thả xuống, ánh mắt càng ngày càng sáng, chân khí trong cơ thể cũng cùng lời nói của đối phương, kìm không được nhảy lên, tựa như tùy thời đều sẽ đột phá cảnh giới. Lợi hại! Khoảng cách xa như vậy, vẫn có thể làm cho thân thể hắn xuất hiện phản ứng, vị viện trưởng học viện danh sư đang giảng bài này, đến cùng đã đạt tới thực lực cùng cảnh giới nào. Đây đã không phải đơn thuần là giảng bài, mà là gần như là đạo. Ông chủ, mau tới đây nghe một chút. Thấy ông chủ đang rót rượu, kiếm khách dáng vẻ hào sảng nhịn không được hô một tiếng. Đối phương thân thể bị hao tổn, không thể tiếp tục tu luyện, nghe loại khóa trình này, có lẽ có thể chữa trị thương thế trong cơ thể, một lần nữa trở lại đỉnh phong. Nghe cái gì, trưởng lão học viện, cũng không phải chưa thấy qua, chuyên môn chỉ điểm, đối với tình huống của tôi cũng không có biện pháp nào. Một khóa công khai thì có ích lợi gì? Ông chủ lắc lắc đầu, lơ đễnh. Danh sư chuyên môn chỉ điểm, cũng trị không hết chứng bệnh, nghe một khóa công khai, có thể lại tu luyện. Đùa cái gì vậy? Chương 1662, con lừa cũng điên cuồng 2. Nhiều như vậy năm, đã sớm chấp nhận rồi. Đối với danh sư, cũng không tin phục như trước nữa. Thật đó, ông tới nghe một chút đi, khẳng định có ưu việt. Thấy hắn không tin, kiếm khách dáng vẻ hào sảng tràn đầy sốt ruột. Hắn du lịch bốn phương, thấy qua không biết bao nhiêu danh sư, cũng nghe qua không ít khóa đường, nhưng so với khóa công khai này, thật sự kém quá xa, căn bản không có thể so sánh. Tuy chỉ là nghe vài câu đứt quãng, lại làm cho hắn được lợi rất nhiều. Tôi không tin. Ông chủ lắc đầu, tiếp tục rót rượu, lười đi tới. Không tin, ông xem con lừa kìa. Thấy hắn không có đến, kiếm khách dáng vẻ hào sảng lắc đầu, đang không biết nên khuyên như thế nào, đột nhiên nhìn thấy cái gì, ánh mắt trợn tròn, chỉ một con lừa trong viện. Đúng là con lừa ông chủ dùng để vận chuyển rượu. Lừa. Ông chủ nhíu mày, nhìn qua, chỉ nhìn thoáng qua, kìm lòng không được đứng ngẩn ra ở tại chỗ. Chỉ thấy con lừa đã cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, đang dựng thẳng lên lỗ tai cao lớn, dán ở trên vách tường học viện, cẩn thận nghe, như si như say, thỉnh thoảng loại phát ra tiếng phì phì trong mũi, còn không gật đầu, tỏ vẻ tôn kính. Con lừa nghe giảng. Đồng tử co rụt lại. Truyền thuyết danh sư lợi hại, có thể dạy bất kể giống loài, mặc kệ là người hay là động vật, đều có thể truyền thụ tri thức chính xác, để cho có thể tu luyện. Bất quá có thể đạt tới loại cảnh giới này, 10 phần thưa thớt, ít nhất hắn ở bên ngoài học viện danh sư nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy một ai. Hiện tại viện trưởng mới kế vị, con lừa lại có thể nghe giảng bài. Đến cùng là nói cái gì? Đang kỳ quái, đã thấy nguyên bản chỉ là con lừa bình thường, ngửa mặt lên trời kêu dài, khí tức trên người liên tục tăng lên, lực lượng càng ngày càng mạnh. Răng rắc, răng rắc. Cảnh giới đột phá, từ động vật bình thường trước đó cái gì cũng không biết, biến thành man thú. Ngao ô, ngao ô. Đột phá cảnh giới, con lừa giống như một vị đại sư võ đạo, trên người mang theo khí thế cường đại, khiêu khích nhìn lại đây. Tựa như mấy năm nay, đã bị áp bách, một khi giải thoát. Muốn dùng cái vó lửa của mình, đối kháng vận mệnh bất công.
con lừa cũng có thể đột phá, ông chẳng lẽ không thể, không lẽ ngay cả con lừa cũng không bằng. Kiếm khách dáng vẻ hào sảng nhìn lại. Ông chủ sắc mặt trắng nhợt. Con lừa mà hắn nuôi này, chỉ là mặt hàng bình thường, ngay cả một chút huyết mạch man thú cũng không có, chỉ nghe một hồi, đã đột phá. Bên trong giảng đến cùng là lợi hại đến chừng nào. Có lẽ nghe một hồi, thật có thể hóa giải chất cốc ở trên người. Đang muốn tới gần tường viện, lại nhìn thấy con gà trống trong viện đang đợi làm thịt, đột nhiên nhảy ra lồng sắt, ngửa mặt lên trời bay đi, cánh vũ động, giống như phượng hoàng ngạo tiếu cửu thiên. Một con gà nhà bình thường, nghe một khóa, lại có thể cũng biến thành man thú. Ngay sau đó, heo đợi làm thịt, cá trong thùng nước. Tất cả đều nhảy lên, một đám trở nên càng thêm cường đại, tùy thời muốn chạy ra ngoài, thoát khỏi vận mệnh bị giết. Cái này, ông chủ dùng sức dụi mắt. Vị viện trưởng mới trong viện này, đến cùng nói cái gì? Để cho những con vật sắp biến thành thức ăn này, tất cả đều thoát thai hoán cốt. Cô rát rát, còn chưa tỉnh lại, chợt nghe thấy chung quanh một trận gà bay chó sủa, các dã thú động vật dọc phố, tất cả đều đột nhiên tăng mạnh, thực lực tăng nhiều, thậm chí không ít tiểu thương tiểu phiến nghe giảng bài, cũng tinh thần no đủ, đột phá cực hạn trước kia. Một lúc ngắn ngủn, toàn bộ con đường, đã thay đổi cực lớn, hoàn toàn khác với trước kia. Nhanh, tôi cũng muốn nghe khóa. Biết khẳng định nguyên nhân là đường khóa ở bên trong, ông chủ không dám do dự, vội vàng áp sát mặt tường, lỗ tai áp lên trên, muốn nghe một chút, bên trong đến cùng nói cái gì. Nghe xong vài câu, ánh mắt liền mê ly hẳn lên, không thể tự kềm chế mà lâm vào bên trong ý cảnh đặc thù. Oanh đùng! Không biết qua bao lâu, tu vi đình trệ mấy chục năm, rốt cuộc lại vận chuyển lên, nổ vang một tiếng, phá tan gông xiềng. Thành công rồi! Nhìn thấy mình có thể lại cầm lấy trường kiếm, ông chủ thân thể kích động, tuy không biết giảng bài đến cùng là ai, vẫn kìm lòng không được mà quỳ xuống, vui vẻ mà phục tùng. Một màn đồng giảng, phát sinh ở toàn bộ con đường xung quanh học viện. Phàm là nghe giảng, tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, 10 đến 8 9 đều nhận được ưu việt, thậm chí đột phá chất cốc. Có rất nhiều động vật bình thường, đột phá thành man thú. Bên trong hoàng thành, một sử quan tóc bạc, múa bút ghi lại. Đế quốc Hồng Viễn, thần Thanh Lịch, xuân năm thứ 33. Trương sư kế vị trở thành viện trưởng học viện danh sư, mở khóa công khai, linh khí hạ xuống, thiên hoa tán khắp, toàn bộ đồng loạt đột phá, các đệ tử đột phá vô số kể. Vì nghe giảng bài mà toàn bộ man thú, linh thú, tất cả đều dán ở trên tường học viện danh sư, trong lúc nhất thời, vạn thú tranh nhau, lừa kêu chó sủa. Chương 1663, ngưng tụ viện trưởng lệnh 1. Được rồi, hôm nay chỉ giảng đến đây. Một tiết khóa công khai, nói cả một canh giờ, thấy toàn bộ đệ tử cùng lão sư, đều nhận được ưu việt thật lớn, Trương Huyền mới ngừng lại được. Vậy là xong rồi. Trước kia nghe khóa lão sư khác, đều xiết xiết mũi, hận không thể nhanh tan học, khóa đường Trương sư. Sao lại cảm thấy mới bắt đầu, thì đã kết thúc? Đúng vậy, quá nhanh, tôi vẫn cảm thấy chưa đã. Nếu có thể thường xuyên nghe loại khóa trình này, tôi có thể cam đoan, tỷ lệ đột phá thánh vực, sẽ tăng vài lần. Thời gian tốt nghiệp cũng sẽ sớm hơn nhiều năm. Thấy hắn dừng lại, toàn bộ mọi người từ trong ý cảnh đặc thù khôi phục lại, một đám tràn đầy kích động. Tuy chỉ nghe một canh giờ, lại có thể so với trước kia khổ tu mấy tháng, thậm chí là nhiều năm. Mau nhìn! Không biết ai hô lên, mọi người đều nhìn lại, chỉ thấy trên đầu, không biết khi nào bay tới một đám động vật. Có gà nhà, vịt, ngan, khổng tước, tiên hạc. Quả thực chính là đám thập cẩm, chỉ cần là động vật biết, con nào cũng có, che cả bầu trời. Đây là, giảng khóa quá tốt, đưa tới Bách Điểu Triều Hạ. Không biết là ai đưa ra. Bách Điểu Triều Hạ, so với ngôn tụ linh khí, miệng phun hoa sen còn cao minh hơn, chỉ có danh sư đạt tới cấp bậc 8 sao, mới có thể làm được. Một lời nói ra, chim thú đều lâm vào hưng phấn. Kinh tài tuyệt diễm, oanh động tám phương. Trương sư chỉ là danh sư 4 sao, sao có thể khiến cho nhiều chim như vậy bay lại đây? Mấu chốt là, gà nhà, vịt, ngan, đều là cái quỷ gì vậy? Mấy thứ này không phải đều không thế bay sao? Giờ phút này sao lại đều bay ở trên không, không có rơi xuống? Mấu chốt là bên ngoài học viện, còn có tiếng lửa hí dài, thanh âm liên tiếp, tựa như vạn mã chạy trồm, tựa như đang hướng thế nhân triển lãm mình cũng có chí hồng hộc, phải có bá nhạc. Cũng là một đầu lừa ngàn dặm, không thể chôn vùi ở trong máng ăn.
đến cùng là tình huống thế nào vậy? Mọi người đoán không sai, là Trương sư giảng khóa quá tốt, đưa tới nhiều động vật như vậy. Hơn nữa, khóa trình của hắn, loài nào cũng dạy được, không chỉ con người có thể nghe hiểu, cho dù là động vật cũng có thể lâm vào điên cuồng. Có lẽ, đây mới là nguyên nhân hắn có thể thuần phục toàn bộ linh thú, thánh thú Vân Vũ lĩnh. Một vị trưởng lão cảm khái. Khóa vừa rồi, hắn cẩn thận nghe, thẳng đến tâm linh, đã muốn đột phá chất cốc cùng chướng ngại ngôn ngữ, cho dù là động vật phổ thông chỉ biết thú ngữ, không hiểu ngôn ngữ nhân loại, cũng có thể từ trong đó nhận được ưu việt. Loại năng lực này, đã vượt qua 6 sao, 7 sao. Đạt tới bước làm cho người ta không thể tưởng tượng. Ông trời sinh vạn vật, là sẽ không quản đối phương có phải nhân loại hay không, ngôn ngữ có phải lưu thông hay không, chỉ cần là sinh mệnh, đều sẽ được nuôi dưỡng. Sư ngôn thiên bẩm chân chính, là như thế. Năm đó khổng sư giảng bài, không riêng gì nhân loại, động vật, linh thú, thánh thú, cho dù một ít thực vật, đều có thể từ trong đó mở ra linh trí, tu vi tăng nhiều. Trương sư tuy chưa thể làm cho thực vật cũng theo đó mà tu luyện, lại có thể giúp cho động vật có đột phá, đã là cực kỳ đáng sợ. Xem ra, viện trưởng thật muốn lựa chọn tấn thăng đế quốc, khẳng định 10 phần thoải mái. Mi trưởng lão nuốt khẩu nước miếng. Tấn thăng đế quốc, là khó nhất trong khảo hạch danh sư 6 sao, hầu như không ai dám lựa chọn, vốn hắn nghĩ cho dù là trương sư, khẳng định cũng phải tiêu phí không ít thời gian, thấy một màn như vậy, mới rõ ràng ý tưởng này là ngây thơ cỡ nào. Không nói cái khác, chỉ bằng loại khóa đường này, chỉ cần đi vương quốc phong hào giảng mấy lần, không cần nhiều, 10 ngày một lần, 2 tháng đổ lại, nhắm chừng là có tư cách tấn thăng. Khóa đường loại này, không riêng con người như rồng, mà ngay cả gà, vịt, lừa. Nghe nhiều, cũng có thể như rồng. Đáng sợ. Khóa công khai đã xong, hiện tại bắt đầu ngưng tụ viện trường lệnh. Thấy mọi người đắm chìm ở trong khiếp sợ không thể tự kiềm chế, Triệu Bính Tuất lắc đầu lên tiếng. Việc cấp bách là kế vị đại điển, đã tiến hành đến một bước cuối cùng, tự nhiên phải sớm chấm dứt. Ngưng tụ viện trường lệnh, 10 phần đơn giản, qua một hồi ta sẽ kích hoạt đại trận, nguyện ý thừa nhận trương sư là viện trưởng, hơn nữa thật tình thực lòng bội phục, rồi nhỏ ra một giọt máu tươi. Máu tươi tiếp xúc cùng trận pháp, sẽ tự động ý thức mọi người lưu ở trong đó, hội tụ cùng một chỗ, hình thành lệnh bài nắm trong tay học viện. Triệu Bính Tuất giải thích, ngưng tụ viện trường lệnh, rất đơn giản. Cũng giống như bảo vật nhận chủ vậy, trong máu con người ẩn chứa ý niệm, chỉ cần hội tụ cùng một chỗ, có thể phát huy hiệu quả không tưởng được. Ví dụ như câu thông viện trưởng lệnh, có thể đồng thời mệnh lệnh toàn bộ đệ tử, cũng có thể làm cho toàn bộ đệ tử, dựa theo trận pháp đặc thù tiến hành chiến đấu. Viện trưởng lệnh là từ vô số ý niệm danh sư hội tụ mà thành, không thể phá vỡ, dùng để phòng ngự, cho dù thánh vực tứ, ngũ trọng cường giả, muốn phá vỡ cũng khó. Có thể nói, thứ này thật sự rất chân quý, đại biểu một vị viện trưởng nắm trong tay toàn bộ học viện. Bắt đầu đi. Giải thích xong, thấy mọi người ánh mắt sáng ngời nhìn qua, Triệu Bính Tuất cũng không nói lời thừa, bàn tay chộp một chảo. Oanh đùng. Mặt đất rung động, một cái trận pháp thật lớn vận chuyển lên, bầu trời lập tức xuất hiện một cái lưới đánh cá, từng đạo hào quang, bốn phía bao phủ. Chương 1664, ngưng tụ viện trưởng lệnh 2. Trận pháp cấp 7. Cửu chuyển thiên võng. Trận pháp này là khi học viện danh sư vừa mới thành lập, tổng bộ phái người lại đây, chuyên môn xây nên. Không có tính công kích, cũng không có tính phòng ngự, tác dụng lớn nhất chính là ngưng tụ viện trường lệnh. Có thể ý niệm ẩn chứa trong máu vài chục vạn người hút ra, hội tụ áp xúc ở bên trong một cái lệnh bài lớn chừng bàn tay. Hội tụ máu. Nhìn thấy trận pháp khởi động, toàn bộ danh sư, tất cả đều tinh thần tập trung, cắn đầu ngón tay. Từng giọt tinh huyết từ trong cơ thể bay ra. Mỗi một giọt máu đều rơi xuống một tiết điểm ở trên cửu chuyển thiên võng, ở dưới linh khí thúc dục, lấp lánh hào quang đặc thù. Cung thỉnh viện trưởng lệnh. Thấy toàn bộ mọi người đã máu đưa ra, Triệu Bính Tuất hét lớn một tiếng. Oanh đùng đùng. Trận pháp trên bầu trời rồi đột nhiên co rút lại, toàn bộ máu hội tụ cùng một chỗ, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, chỗ trung gian nhất của trận pháp, một đoàn hào quang lóe ra, tựa như có thứ gì đó hình thành. Các người cảm thấy viện trưởng, có thể hình thành viện trưởng lệnh cấp bậc gì? Nhìn xa xa nơi hào quang lóe ra, mi trưởng lão nhịn không được nói. Tuy toàn bộ mọi người cung cấp máu tươi, nhưng ý thức bên trong có phải phát ra từ chân tâm hay không, cũng không dễ nói. Muốn hình thành viện trưởng lệnh, trong tiềm thức, chỉ có bội phục, không có kháng cự. Cái này không dễ xác định, bất quá,
khóa đường vừa rồi hiệu quả tốt như thế, chỉ sợ kém cỏi nhất cũng phải hình thành viện trưởng lệnh hoàng kim. Tương Thanh Cầm ở một bên, chần chờ một chút rồi nói. Trước khi viện trưởng lệnh hình thành, ai cũng khó mà nói. Lòng người cách cái bụng, cho dù bọn họ là danh sư 6 sao đỉnh phong, từ bề ngoài cũng nhìn không ra. Nhưng, đường khóa vừa rồi của viện trưởng, làm cho mọi người như say như thế, đoán không sai, ít nhất hẳn có 60% người bội phục. Nói cách khác, kém cỏi nhất cũng có thể hình thành viện trưởng lệnh hoàng kim. Đừng xem cấp bậc này, các đời hơn 100 vị viện trưởng, tuyệt đối cũng được xem là hàng đầu. Dù sao viện trưởng niên kỷ còn nhỏ, thời gian đến học viện, tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ có chừng một tháng, hơn nữa. Đại bộ phận đều ở phòng sách. Chỉ cần ở đủ lâu, giảng thêm vài khóa, tạo thêm uy tín, hình thành viện trưởng lệnh cấp bậc càng cao, tất nhiên dễ dàng. Tôi cảm thấy có thể hình thành viện trưởng lệnh bạch kim. Mi trưởng lão nói, từ ngày lập trường tới nay, ngưng tụ ra viện trưởng lệnh cấp bậc loại này, chỉ có 2 người. Nhưng, tôi cảm thấy Trương Sư, khẳng định có thể làm được. Viện trưởng lệnh chia làm bạch kim, hoàng kim, thanh đồng cùng cương thiết. Cấp bậc thanh đồng, được một nửa học viên của học viện tán thành, bội phục từ sâu trong nội tâm, hoàng kim là 60%, bạch kim 70%. Bạch kim, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Vệ Nhiễm Tuyết so với Tương, Mi hai vị trưởng lão càng thêm cẩn thận, tú mục lấp lánh hào quang. Trương Sư còn chưa có đi vào học viện, đã đại nghĩa đưa tặng tích phân, để cho 3 vạn tân sinh, hoàn toàn thần phục, cam tâm tổ kiến Huyền Huyền hội. Trong 10 vạn đệ tử, cũng có 3 phần 10. Mấy vị trưởng lão khác đồng thời gật đầu. Huyền Huyền hội đúng là tổ chức đệ tử lớn nhất toàn bộ học viện, hơn nữa 10 phần trung tâm. Hiện tại hội trưởng trở thành viện trưởng, khẳng định càng thêm kiêu ngạo, nếu không sẽ xuất hiện biến cố. Phương pháp luyện khí cùng phương pháp luyện thể của Ngô Dương Tử, miễn phí đưa tặng, các học sinh học viện luyện khí sư, hẳn lòng đều mang cảm kích. Vệ Nhiễm Tuyết nói, cái này, Tương Thanh Cầm, Mi trưởng lão đồng thời sửng sốt. Tuy chuyện này không có truyền ra ngoài, nhưng các học sinh học viện luyện khí, là đại bộ phận đã biết. Học viện luyện khí, là viện lớn thứ 2, đệ tử trong đó cho dù không tính tân sinh, cũng ngoài 3 vạn. Như vậy mà nói, là có 6 vạn người đã thần phục đối với hắn, dĩ nhiên đạt tới tiêu chuẩn viện trưởng lệnh hoàng kim. Nói đến cái này, Vệ Nhiễm Tuyết vẫn chưa ngừng lại, tiếp tục nói. Sau đó, khiêu chiến Vưu Hư học viện y sư, động tĩnh lớn như vậy, tuy làm cho không ít người cảm thấy hắn lỗ mãng, khẳng định cũng có rất nhiều người bội phục. Học viện y sư chỉ xếp thứ 5, không tính đứng đầu, hơn nữa có rất nhiều người kiêm tu luyện khí, cho dù đại bộ phận trọng hợp, nhưng không trọng hợp. 5.000 người cũng có. Danh sư đồng thời phụ tu vài chức nghiệp, nói cách khác, có một số người đồng thời là đệ tử học viện luyện khí, cũng là của học viện y sư. Những người trọng hợp như thế, tính là có 5.000 người, cộng thêm trước đó, cũng đã có 6.500.000 người. Sau đó đại náo học viện luyện đan sư, công nhiên giảng bài, làm cho toàn bộ học viện người đi nhà trống. Học viện luyện đan, là đệ nhất học viện, nhân số nhiều nhất. Cho dù cùng những học viện trước đó trọng hợp rất nhiều, cũng có 1 vạn người không có trọng hợp. Như vậy tính lên, đã có 7.500.000 người đối với Trương Sư hoàn toàn bội phục. Chiếm 75% toàn giáo sư sinh, đạt tới tiêu chuẩn viện trưởng lệnh bạch kim. Vệ Nhiễm Tuyết nói tiếp. Cái này, mấy vị trưởng lão nghe thấy nàng phân tích, đồng thời bị dọa giật mình. Không nói không biết, vừa nói, mới rõ ràng, Trương Sư thời gian đến tuy không lâu, cũng đã làm cho nhiều người bội phục như vậy. Còn chưa có hết, ngày hôm qua cứu vớt nhiều đệ tử học viện tuần thú như vậy, làm cho mọi người học viện vũ kỹ miễn được tai nạn. Lại thuần phục nhiều thú vân vũ lĩnh như vậy, công huân lớn lao. Vệ Nhiễm Tuyết hai mắt tỏa ánh sáng. Cộng thêm bọn họ, ít nhất lại có 5.000. Nói cách khác, nhắm chừng bảo thủ nhất, cũng có 80% đệ tử, sẽ thật tình bội phục. 80%. Đám người Mi Trúc nhìn nhau, đều tự nuốt ngụm nước miếng, yết hầu phát khô. Viện trưởng lệnh Chí Tôn. Chương 1665, bắt đầu từ hôm nay, ta là viện trưởng. 1. Oanh đùng. Vừa dứt lời, chỗ trung gian nhất của hào quang, thu liễm xuống, một cái lệnh bài trông tựa như kim cương. Hào quang lấp lánh, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Viện trưởng lệnh này, lấp lánh trong suốt, hoàn mỹ không tì vết, chói mắt giống như kim cương, khiến lòng người run rẩy. Mi trưởng lão, Tương viện trưởng lão đảo một cái, trong thanh âm mang theo khàn khàn,
tựa như chính mình cũng không thể tin được những gì mà mắt nhìn thấy. Không phải, viện trưởng lệnh Chí Tôn, mà là, viện trưởng lệnh Hoàn Mỹ. Viện trưởng lệnh Hoàn Mỹ, cái này không phải là thứ tồn tại trong truyền thuyết sao? Sao có khả năng xuất hiện? Thứ trước mắt, cũng không phải là viện trưởng lệnh Chí Tôn chiếm được 80% tán thành, mà là đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Viện trưởng lệnh Hoàn Mỹ. Cấp bậc này, cần giáo chức công, đệ tử trong danh sách của học viện danh sư 100% bội phục mới có thể đạt được. Chỉ tồn tại trong lý luận, cho dù trước đây tổ sư khai phái Mục Khải, cũng cho rằng không có khả năng hoàn thành. Dù sao người càng nhiều, tâm tư càng tạp, muốn hơn 10 vạn người đồng thời bội phục, trừ phi là linh thạch, danh sư căn bản là không có khả năng làm được. Cho dù khổng sư năm đó, cũng không phải mỗi người đều thần phục. Nằm mơ cũng không nghĩ tới, chuyện nhân lực không thể đề cập, xem căn bản là không có khả năng, không có người có thể hoàn thành, lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đến cùng là làm sao mà được? Tính toán đâu ra đấy, hắn tiến vào học viện danh sư, cũng không đủ 2 tháng, mấu chốt nhất là có hơn 1 tháng vẫn ở bên ngoài, chưa bao giờ thấy bóng người. Hô! Trong ánh mắt khiếp sợ mọi người, viện trưởng lệnh thẳng tắp hướng Trương Huyền trên đài cao bay qua, rơi vào lòng bàn tay hắn. Đưa tay tiếp lấy, Trương Huyền nhịn không được sửng sốt. Thứ này tuy chỉ lớn bằng bàn tay, sức nặng cũng khá lớn, nhẹ nhàng cầm lấy, thiếu chút nữa để cho nó từ trên đài cao rơi xuống. Hắn hiện tại thực lực, chân khí, nhục thân, hồn phách cộng lại chừng 6.500 vạn đỉnh, cho dù một tòa núi lớn, cũng có thể thoải mái bốc lên, một viện trưởng lệnh lại có thể thiếu chút nữa không cầm được, làm cho hắn tràn đầy khó hiểu. Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy lệnh bài trong lòng bàn tay, trong suốt lấp lánh giống như kim cương như, 10 phần chói mắt, xinh đẹp. Từ bề ngoài, căn bản nhìn không ra sức nặng, tương phản, còn có loại cảm giác nhẹ nhàng. Tinh thần lan tràn ra phía ngoài, chỉ nhìn thoáng qua, đồng tử kìm không được co rút lại. Đây là, sức nặng của trách nhiệm. Thở dài một tiếng. Thứ này, là tự ý niệm hội tụ mà thành, nói lời thực là không nặng, tùy tiện một đứa nhỏ cũng có thể cầm lấy, nhưng chịu tải ký thác hơn 10 vạn sư sinh. Sức nặng liền lớn. Có thể nói, nặng là trách nhiệm, nặng là đảm đương, mà không phải vật chất. Vốn nghĩ cái gọi là viện trưởng, chỉ cần có thể đọc sách là được, hiện tại xem ra, cũng không phải là đơn giản như vậy. Nếu gánh vác trọng trách này, là phải mong chờ của mọi người hoàn thành, mang theo bọn họ đi xa hơn. Bằng không, làm sao không làm thất vọng nhiều người tín nhiệm như vậy. Yên tâm đi, chỉ cần một ngày viện trưởng lệnh ở trong tay ta, nhất định sẽ không cô phụ. Hít sâu một hơi, Trương Huyền trong lòng hạ quyết định. Viện trưởng lệnh này, không phải vinh dự, không phải địa vị cao cao tại thượng, mà là gánh nặng trên vai. Địa vị càng cao, trách nhiệm càng lớn. Giờ phút này, hắn rốt cuộc rõ ràng vì cái gì lão viện trưởng biết rõ thí luyện lần đó rất nguy hiểm, vẫn muốn đi, chỉ sợ trong đó liên lụy thứ gì, 10 phần quan trọng. Hô! Ý tưởng này vừa xuất hiện, viện trưởng lệnh cấp bậc Hoàn Mỹ trong lòng bàn tay làm cho cánh tay hắn gấp khúc, mang theo sức nặng thật lớn có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, lập tức biến mất, nhẹ lựa lông hồng. Lệnh bài Hoàn Mỹ không chỉ có trách nhiệm, cũng có lực lượng cường đại. Lệnh bài cất đi, Trương Huyền lại nhìn xuống dưới đài. Toàn bộ đệ tử, toàn bộ lão sư học viện, mỗi người đều rõ ràng ở trong mắt, giống như bạn cũ đã ở chung không biết bao nhiêu năm vậy. Bắt đầu từ hôm nay, ta à, viện trưởng. Không biết qua bao lâu, thanh âm Trương Huyền, ầm ầm vang lên. Viện trưởng, viện trưởng, viện trưởng. Dưới đài nổ tung, toàn bộ mọi người kích động không ngừng hô lên, giống như sóng chiều, kéo dài không thôi. Vị trí đã hơn 2 năm bỏ không. Rốt cuộc có một vị chủ nhân mới, hơn nữa còn được toàn bộ sư sinh tán thành cùng bội phục. Đây là viện trưởng của chúng ta. Đám người mi trưởng lão, trong lúc nhất thời đều lệ nóng lưng tròng. Lão viện trưởng mất tích, 10 đại trưởng lão làm chủ trì sự vụ, bọn họ gánh vác áp lực rất lớn, đã chịu rất nhiều nghi ngờ. Hiện tại có viện trưởng mới, hơn nữa ưu tú như thế, nhất định có thể dẫn dắt bọn họ, đi xa hơn, cao hơn. Thanh Nguyên Phong Hào Đế Quốc. Trên đài ghi chép danh sư đường, cùng thời khắc đó, hiện lên một hàng chữ viết. Thanh Nguyên lịch 18.827 năm, Trương Huyền kế nhiệm viện trưởng học viện danh sư Hồng Viễn. Chữ này cũng không bắt mắt, rất nhanh bị bao phủ ở trong rất nhiều tin tức. Bất quá, chỉ có đời sau mới biết được, ý nghĩa chân chính mà chữ này đại biểu, là một đoạn truyền kỳ như thế nào. Viện trưởng,
đây là các đế quốc, thế lực quanh thân, cùng với danh sư Đường, đưa tới hạ lễ. Đại điển kế nhiệm rốt cuộc chấm dứt, Trương Huyền rời khỏi đài cao, còn chưa đi đến biệt viện chuyên môn chuẩn bị cho hắn, mi trưởng lão đã đi tới, đưa qua một cái nhẫn chữ vật. Chương 1666, bắt đầu từ hôm nay, ta là viện trưởng. 2. Học viện danh sư Hồng Viễn, trấn thủ mấy chục đế quốc nhất đẳng, vô số tông môn, cho dù người mạnh nhất rất nhiều thế lực, không thể đích thân tới, hạ lễ khẳng định cũng phải đưa đến. Tiếp nhận nhẫn, tinh thần đảo qua nhìn xem. Nhìn không được ánh mắt nhảy dựng. Đồ thật sự nhiều, hơn nữa rất chân quý. Thượng phẩm linh thạch, còn có mấy ngàn, các loại đan dược, bảo vật càng nhiều đếm không xuể. Đưa tới tàng bảo khố học viện đi, đây là đồ của học viện, không phải cá nhân ta. Lắc lắc đầu, cố nén xúc động cất vào trong túi, Trương Huyền đưa trở về. Tuy rất muốn lấy làm của riêng, nhưng hắn cũng biết, hạ lễ này, đưa không phải là hắn, mà là thân phận. Nói cách khác, cho dù không phải hắn, đổi làm một người nào khác, ngồi ở vị trí này, cũng sẽ nhận được bảo vật này. Bởi vậy, nghiêm khắc trên ý nghĩa, mấy thứ này, đều là của học viện danh sư, không phải của hắn. Nói đến có được các bảo vật Vân Vũ Lĩnh, mấy thứ này, đối với hắn lực hấp dẫn cũng không quá lớn. Rõ. Gật đầu, mi trưởng lão nhìn về phía thanh niên trước mắt, càng thêm bội phục, lại lấy ra một cái nhẫn. Đây là Ngọc Thần Thanh bệ hạ, cho cá nhân viện trưởng. Cho cá nhân ta. Trương Huyền sửng sốt, lập tức nhìn vào bên trong, ánh mắt chớp chớp. Tuy so với lễ vật trước đó, kém rất lớn, nhưng cũng mười phần chân quý, cho dù không tính là toàn bộ quốc khố, nhắm chừng cũng tiếp cận hơn một nửa. Ngọc Thần Thanh bệ hạ nói, viện trưởng không chỉ thay họ cứu sống cây bồ đề, lại truyền thụ phương pháp tu luyện linh hồn cao thâm, mấy thứ này, là báo đáp đối với cá nhân người, mong rằng không chối từ. Mi trưởng lão nói, cái này, Trương Huyền tràn đầy trần chờ. Cứu sống cây bồ đề, là vì Ngụy Như Yên, truyền thụ phương pháp tu luyện linh hồn, là vì hắn học trộm công pháp người ta. Thật nhận lấy nhiều thứ như vậy của đối phương, cũng cảm thấy xấu hổ. Ngươi thay ta đa tạ ý tốt của bệ hạ, vô công bất thụ lộc. Trương Huyền khoát tay áo. Đồ là tốt, nhưng nhận lấy, sẽ phải thay đối phương làm việc, cũng không sống thoải mái. Không có công lao, sẽ không gánh vác nhân quả. Rõ. Gật gật đầu, mi trưởng lão không nói thêm nữa. Đưa ta đi Ký Lục Sơn, ta chuẩn bị khảo hạch danh sư 6 sao. Sau vài câu, mọi chuyện nhất nhất đẩy đi, Trương Huyền nói. Trở thành viện trưởng học viện danh sư, lúc này, cũng nên khảo hạch danh sư 6 sao. Tốt, mi trưởng lão lên tiếng, thuận miệng giới thiệu. Ký Lục Sơn, là nơi khảo nghiệm thực lực của học viện danh sư, trước bán thánh, đều có thể xông, tổng cộng 9 tầng. 9 tầng. Mỗi tầng sẽ càng khó hơn, tầng thứ 3, có thể so với tu vi bán thánh, tầng thứ 6, có thể so với tu vi tổng thánh, mà tầng thứ 9, là tương đương với cường giả thánh vực nhất trọng. Mi trưởng lão nói, đây không chỉ là kỷ lục, mà còn là tiêu chuẩn chọn lựa chiến sư, bán thánh trở xuống, chỉ cần có thể xông đến tầng thứ 6, là có tư cách trở thành chiến sư. Có thể xông đến tầng thứ 9, hoàn toàn có thể được chọn lựa đặc biệt, trực tiếp tiến vào chiến sư đường. Bán thánh trở xuống, xông đến tầng thứ 6. Nói cách khác, lấy thực lực bán thánh, chiến thắng tổng thánh. Trương Huyền nhìn qua. Không sai, danh sư thân mình là có năng lực vượt cấp khiêu chiến, lấy thực lực bán thánh, chiến thắng tổng thánh, có thể nói vô luận cơ sở hay là sức chiến đấu, đều phi thường đáng sợ. Mi trưởng lão thần sắc ngưng trọng gật đầu. Trương Huyền lên tiếng. Lúc trước gặp Ngô Hư cùng Lộc Thành kia, vô cùng có khả năng là chiến sư. Bằng không cũng không có khả năng thoải mái vượt cấp khiêu chiến, tứ đại đệ tử thiên tài học viện danh sư, đánh cho hoa rơi nước chảy. Học viện danh sư, nhiều năm như vậy tổng cộng có bao nhiêu người, ở bán thánh trở xuống, đã xông qua tầng thứ 6. Nghĩ đến cái gì, Trương Huyền nhịn không được hỏi. Học viện xây dựng tới nay, gần vạn năm, tổng cộng có 327 người trở thành chiến sư, mà không đủ bán thánh, đã thông qua tầng thứ 6 Ký Lục Sơn, là không đủ 100 người. Mi trưởng lão suy nghĩ một chút nói, có thể trở thành chiến sư, đều là danh sư kinh tài tuyệt diễm, sức chiến đấu rất mạnh, vượt xa cùng thế hệ, bất quá, trong đó có rất nhiều đều là sau khi đạt tới bán thánh, mới hoàn thành, trước bán thánh, đã nghĩ vượt cấp khiêu chiến, chống lại tổng thánh, khó. Giữa thánh cùng linh có một hồng câu thật lớn, chưa đạt tới đều chỉ là con kiến, muốn vượt qua, khả năng rất thấp.
Trương Huyền gật gật đầu, hỏi tiếp. Bán thánh trở xuống, kỷ lục cao nhất của học viện danh sư là ai? Đã có khiêu chiến, tự nhiên cũng có kỷ lục, hắn muốn xem một chút, kỷ lục cao nhất học viện danh sư là đạt tới dạng tiêu chuẩn gì? Kỷ lục cao nhất tự nhiên là viện trưởng Mạc Lưu Chân lưu lại. Mi trưởng lão cười nói. Viện trưởng Lưu Chân được xưng thiên tài lợi hại nhất học viện vạn năm tới nay, tự nhiên không phải hư danh. Năm đó người vừa đột phá tàm phong cảnh, tới đây xông ký lục sơn, một hơi liền vào tới tầng thứ 7, làm cho toàn bộ người đều lâm vào sợ hãi than thở. Vừa đạt tới tàm phong cảnh, đã vào tới tầng thứ 7. Trương Huyền ánh mắt trợn tròn, bị dọa giật mình. Hắn hiện tại cũng đạt tới tàm phong cảnh sơ kỳ, cùng đối phương lúc sấm quan là thực lực tương đương. Thứ 9 tầng tương đương với cường giả thánh vực nhất trọng sơ kỳ, nói cách khác, tầng thứ 7 nhắm chừng là có được sức chiến đấu tổng thánh trung, hậu kỳ mới có thể thông qua. Cái này cũng biểu hiện, vị viện trưởng Mạc Lưu Chân này, dưới tình huống thực lực giống như hắn, sức chiến đấu là không thua kém gì so với hắn, thậm chí còn mạnh hơn vài phần. Chương 1667, nhìn thoáng qua một. Thực có chút đáng sợ, hắn tu luyện là công pháp thiên đạo, càng am hiểu luyện thể cùng vu hồn, đối phương cũng có sức chiến đấu như thế, chẳng lẽ linh hồn cùng nhục thân cũng cường đại giống như hắn? Không thể xem thường một người tu luyện nào. Trương Huyền trong lòng âm thầm cảnh giác. Trọng sinh tới nay gặp không biết bao nhiêu cường giả cùng tuổi, đều có thể thoải mái nghiền áp, lâu ngày, trong lòng hình thành một loại cảm giác ưu việt. Hiện tại xem ra, thiên tài chân chính cũng có, hơn nữa cũng rất cường đại, chỉ là cho tới nay chưa từng gặp qua mà thôi. Viện trưởng muốn đi thử sao? Mi trưởng lão nói. Đối với vị trước mắt, hắn có vẻ chờ mong, muốn nhìn xem, viện trưởng mới này cùng viện trưởng Mạc Lưu Chân, dưới tình huống cấp bậc như nhau. Đến cùng là ai có sức chiến đấu mạnh hơn? Trương Huyền gật đầu. Hắn hiện tại lực lượng là 6.500 vạn đỉnh, chỉ có thể so với tổng thánh trung kỳ, tầng thứ 7 có thể xông qua hay không, cũng không biết, nếu có thể thử một chút, tự nhiên sẽ không chối từ. Nói đến, còn có liên quan với khảo hạch danh sư 6 sao. Ta đưa viện trưởng đi qua. Ánh mắt sáng lên, mi trưởng lão vội vàng đi trước dẫn đường. Ký Lục Sơn ở cạnh trưởng lão viện. Y theo thế núi phập phồng mà xây nên, nhìn từ xa, giống như một tòa núi cao lớn. Ký Lục Sơn học viện danh sư chúng ta, là Mục Khải viện trưởng ban đầu dựa theo chiến sư tháp chiến sư đường xây dựng thành, mỗi một quan đều có con rối chuyên môn chấn thủ, đại biểu cùng một cấp bậc, có thể phát huy sức chiến đấu mạnh nhất, muốn xông qua, cũng không dễ dàng. Đi tới trước Ký Lục Sơn, mi trưởng lão giải thích. Quan tạp này, đối với sức chiến đấu cùng ý thức chiến đấu con người, yêu cầu rất cao. Hơn nữa có tính nguy hiểm thật lớn, viện trưởng nhất định phải cẩn thận. Nguy hiểm? Bởi vì chấn thủ quan tạp đều là con rối, không biết nặng nhẹ, thời điểm giao chiến, hơi vô ý, liền dễ dàng xuất hiện nguy hiểm. Hàng năm bởi vì xông quan, danh sư trọng thương hoặc là tử vong, là không phải số ít. Mi trưởng lão thần sắc ngưng trọng. Ký Lục Sơn, cũng không phải dễ xông như vậy, nếu đơn giản, cũng không đến mức làm cho vô số người chùn bước. Lúc này đã khai giảng 1-2 tháng, cũng không có ai đến. Viện trưởng sau khi đi vào, một khi gặp phải nguy hiểm, ứng đối không được, phải nhận thua ngay, chỉ cần hô ra tiếng, con rối sẽ tự động thối lui, nếu không sẽ động thủ. Mi trưởng lão tiếp tục nói. Tuy đối với vị viện trưởng mới này thực xem trọng, nhưng dù sao thực lực thân mình quá thấp, khẳng định sẽ gặp phải nguy hiểm, giải thích rõ ràng trước vẫn tốt hơn. Tốt. Gật gật đầu, Trương Huyền cũng không có gì rối rắm. Nhấc chân đi về phía cửa lớn Ký Lục Sơn. Rất nhanh đi vào một căn phòng, là một nơi trống trải chừng mấy trăm thước vuông, vừa tiến vào, một con rối đã đi lên đón. Con rối một cửa này, chỉ có thực lực tàm phong cảnh hậu kỳ, vừa ra tay tiếng gió phần phật, có được lực lượng hơn 3.000 vạn đỉnh. Sốt cuộc có người đến khiêu chiến, hắc hắc. Hừ lạnh một tiếng, con rối cười khẽ, toàn thân, khanh khách. Rung động, bàn chân thô to đạp ở trên đất, vọt thẳng đến. Là đồ của Thiên Công Viện, tuy không đạt tới tiêu chuẩn thánh cấp, nhưng cũng có linh tính, không tệ. Biết thực lực của đối phương xa không bằng mình, Trương Huyền cũng không khẩn trương, ngược lại cười nhẹ. Con rối này giống như suy đoán, là Thiên Công Viện chuyên môn luyện chế, bất quá, thực rõ ràng so với khi khảo hạch danh sư 2 sao trước đó nhìn thấy là cao minh hơn, tuy so với thánh khí là có chênh lệch nhất định, nhưng cũng đã có linh tính, thậm chí ý thức của bản thân. Thứ này nếu có thể luyện chế nhiều hơn, khẳng định có thể hình thành một quân đội chiến lực rất mạnh,
nhưng chịu giới hạn tài liệu cùng kỹ xảo, khẳng định rất khó làm được. Hai cái hô hấp qua đi, con rối nằm ở trên đất. Trương Huyền nhấc chân đi hướng tầng thứ hai. Con rối tầng này có được tàm phong cảnh đỉnh phong, cũng không phải đối thủ, thoải mái đánh bại. Tầng thứ ba quả nhiên giống như mi trưởng lão nói, có thực lực bán thánh sơ kỳ, Trương Huyền vừa mới đột phá, có thể đánh bại Lộc Thành chiến sư cấp bậc bán thánh, tự nhiên là không có gì đáng nhắc tới. Từng tầng một xông về phía trước, Trương Huyền không gặp chút trở ngại. Dưới Ký Lục Sơn, đám người Triệu Bính Tuất, Vệ Nhiễm Tuyết nghe được viện trưởng muốn xông quan, một đám đều đi tới đây. Sức chiến đấu Trương Sư, bọn họ tuy phần lớn chưa chính mắt thấy qua, nhưng cũng biết khẳng định bất phàm. Điểm ấy từ đám người Vương Dĩnh, Trịnh Dương có thể nhìn ra. Dạy ra đệ tử cường đại như thế, lão sư sao có khả năng đơn giản. Mọi người nói viện trưởng có thể một hơi xông đến tầng thứ mấy. Vệ Nhiễm Tuyết nói, viện trưởng thực lực không cần hoài nghi, chỉ nói lý giải vũ kỹ, cùng nắm giữ đối với thương pháp, quyền pháp, thoái pháp, đã vượt xa cường giả đồng cấp. Ta đoán không sai, lúc trước viện trưởng Mạc Lưu Chân có thể tới tầng thứ 8, hắn khẳng định chỉ có mạnh hơn. Viện trưởng học viện vũ kỹ Tu Trường Thanh vuốt vuốt chòm râu nói. Hắn đã chuyên môn nghiên cứu qua, Trịnh Dương thương pháp, Vương Dĩnh thoái công cùng với Lưu Dương quyền pháp, được kết luận là đồng cấp không có địch thủ, có thể nói không có vũ kỹ nào có thể so sánh. Danh sư có thể truyền thụ ra vũ kỹ cường đại như thế, thực lực bản thân sao có khả năng yếu được. Viện trưởng Mạc Lưu Chân, cho dù thiên phú vô song, cũng không được toàn bộ viện trưởng tán thành, càng không ngưng tụ ra viện trưởng lệnh hoàn mỹ. Trương sư, có thể làm được điểm ấy, thành tựu Ký Lục Sơn, khẳng định không thể thấp hơn. Cũng giống như chúng tôi suy đoán, hẳn có thể xông đến tầng thứ 8, phá đi kỷ lục của viện trưởng Mạc Lưu Chân. Triệu Bính Tuất cười gật đầu. Trước đó bọn họ đối với năng lực của viện trưởng, rất hoài nghi, kết quả không chỉ một lần suy tính thất bại, chịu khổ đánh mặt. Lần này nghe được muốn tới sông Ký Lục Sơn, cả đám tràn đầy hưng phấn, vội vã đi xem, muốn chính mắt chứng kiến vị trương sư này, phá vỡ kỷ lục, lưu lại truyền thuyết mới như thế nào. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Tương viện trưởng cũng gật gật đầu. Chỉ muốn xem một chút, lão sư phải dùng thời gian bao lâu, có thể tới tầng thứ 9. Người khác không biết thực lực, hắn là biết, không nói cái khác, chỉ nói cầm âm, giảng giải đạt tới ma âm sư 7 sao, hoàn toàn có thể vượt cấp giết địch, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Chương 1668, nhìn thoáng qua 2. Sức chiến đấu loại này, thi triển toàn bộ, xông quan tuyệt đối đơn giản như đi đường ăn cơm. Lúc trước viện trưởng Mạc Lưu Chân, xông đến tầng thứ 7, tổng cộng dùng một canh giờ, tôi cảm thấy viện trưởng của chúng ta, nửa canh giờ là có thể thu phục. Ba Triệu Bính Tuất cười nói. Nửa canh giờ, tôi cảm thấy chưa chắc, dựa theo tác phong trước sau như một của viện trưởng, 10 phần trung thu phục 8 tầng, làm không tốt, còn có thể toàn bộ Ký Lục Sơn đều hủy. Viện trưởng học viện y sư, Trung Đỉnh Thuần cười khổ một tiếng, nói. Cái này, cũng thực có khả năng. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều nghẹn lời, đột nhiên cảm thấy để cho hắn đi sông Ký Lục Sơn, chỉ sợ là một chuyện sai lầm. Trong khoảng thời gian Trương Sư đến học viện, xông qua không ít quan tạp, đi đến đâu, không có chỗ nào còn đầy đủ, mỗi một cái đều vô cùng thê thảm, cho dù bọn họ cũng không dám nhìn thẳng. Ký Lục Sơn là địa phương có vẻ quan trọng của học viện, để cho hắn đi xông. Vạn nhất sụp đổ, vỡ nát, vậy làm thế nào ăn nói với liệt tổ liệt tông? Trước đó làm cho gà bay chó sủa, vì hắn là một đệ tử, mà hiện tại đã thành viện trưởng. Hẳn là sẽ thu liễm một ít. Một lát sau, viện trưởng học viện thi họa sư, Tống Đan Thanh nhìn không được nói. Chỉ mong vậy. Tất cả mọi người đều là bộ dáng không tin, nhìn về phía Ký Lục Sơn trước mắt. Ký Lục Sơn, quan tạp giấu ở bên trong sơn mạch, từ bên ngoài là nhìn không ra đã tổng cộng xông mấy quan, chỉ có thể đi vào trong đó, hoặc là người xông quan đi ra, mới có thể biết được. Các trưởng lão, biết vị viện trưởng mới nhận chức này thực lực mạnh mẽ, suy đoán khẳng định là sẽ không dùng nhiều thời gian. Nên toàn bộ đứng chờ ở bên ngoài, ai ngờ một lần chờ này, là rất lâu. Nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ, một ngày sau, bên trong lại có thể một chút động tĩnh cũng không có người xuất hiện. Mi trưởng lão, ông xác định viện trưởng đã đi vào. Thật sự nhìn không được, Vệ Nhiễm Tuyết hỏi. Đúng, Mi trưởng lão gật đầu. Ngày hôm qua hắn đưa đến đây, tận mắt thấy viện trưởng đi vào. Không có sai lầm gì.
vậy vì sao còn chưa có đi ra? Dựa theo thực lực viện trưởng, không nên bị nhốt một ngày chứ? Đúng vậy, có phải đã xảy ra cái gì hay không? Tuy chưa thấy qua Trương Huyền tự mình ra tay, nhưng tổng hợp lại thiên phú của hắn đối với các chức nghiệp, sông ký lục sơn mà thôi, hẳn là thoải mái có thừa, sao lại hiện tại, đã qua một ngày, ngay cả bóng người đều không thấy. Chỉ sợ thật sự đã xảy ra chuyện. Triệu Bính Tuất sắc mặt trầm xuống. Sông quan ký lục sơn, có thể qua liền thông qua, thông không qua, sẽ đi ra, nhưng đi vào đã một ngày, là chưa từng có. Cho dù lần trước đám người Hồ Yêu Yêu, cũng không dừng lại lâu như thế. Thực rõ ràng không quá bình thường. Vậy làm sao bây giờ? Nghe Triệu trưởng lão nói như vậy, Vệ Nhiễm Tuyết vẻ mặt sốt ruột, nhìn không được nhìn qua. Viện trưởng mới vừa kế vị, hơn nữa tạo ra thanh thế lớn như vậy, nếu là vì sông ký lục sơn đã xảy ra chuyện. Vậy thực điên rồi. Còn có thể làm cái gì? Ý kiến của tôi là vào xem. Nếu viện trưởng thật sự xảy ra chuyện, ra tay cứu giúp. Nếu không xảy ra việc gì, cũng có thể điều tra rõ đến cùng đã xảy ra cái gì. Mi trưởng lão nói. Tôi đồng ý. Tôi cũng đồng ý. Các viện trưởng đồng thời gật gật đầu. Đệ tử bình thường xông quan, nhiều nhất hai, ba canh giờ sẽ đi ra. Viện trưởng thiên phú cao như thế, thế mà đã một ngày không lộ diện, nói không nghi hoặc, đó là giả. Thật sự quá không thể tưởng tượng. Trương sư đi vào nửa canh giờ vào tới tầng thứ 8, tầng thứ 9, bọn họ có thể chấp nhận, 10 phần trung toàn bộ ký lục sơn làm thành phế tích, bọn họ cũng có thể chấp nhận. Nhưng đi vào một ngày không một điểm động tĩnh, như là mất tích vậy, đó là không thể tin được. Tốt lắm, đi vào thôi. Đưa ra quyết định, mấy vị trưởng lão cũng không chậm trễ, cầm trong tay lệnh bài trưởng lão, đẩy cửa đi vào, rất nhanh đi tới một căn phòng. Con rối đã bị Trương Huyền xông qua, đang nằm ở trên đất, ánh mắt trợn tròn, tựa như qua một ngày, vẫn không thể tin được chuyện xảy ra trước đó. Đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy bộ dáng của nó, Triệu Bính Tuất nhịn không được hỏi. Ta bị đánh bại. Con rối hai mắt trợn trừng, tựa như bị đả kích quá lớn, linh tính tùy thời có thể tiêu tán. Thắng bại là chuyện thường của binh gia, tầng thứ nhất mà thôi, bị đánh bại cũng thực bình thường. Thấy bộ dáng của nó như vậy, mọi người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lắc đầu. Làm con rối tầng thứ nhất, thực lực yếu nhất, chỉ cần lại đây xông quan, đều có thể nó đánh bại, không đến mức mất mát như thế chứ. An ủi một câu, mi trưởng lão như là phát hiện cái gì, nhịn không được nói. Xem trên người ngươi không có thương thế gì, là bị đánh bại thế nào vậy? Nghe nói như thế, con rối miệng nhếch lên, lộ ra vẻ mặt 10 phần ủy khuất. Hắn liếc mắt nhìn ta một cái. Chương 1669, không chỉ nhìn thoáng qua một. Nhìn thoáng qua. Tất cả mọi người đều nhíu mày. Có ý gì? Hỏi ngươi tại sao thua, ý tứ rất rõ ràng, thua ở chiêu số nào, hoặc là dưới công pháp gì? Không muốn nói, không nói thì thôi, tình thơ ý họa như thế làm gì? Còn, liếc nhìn ngươi, có phải ngay sau đó còn sẽ nói, rút cuộc không thể quên mất dung nhan của ngươi? Hay không? Đây là một tái ngoại khúc mục rất lưu hành ở danh sư đại lục, không ít người đều biết hát, bây giờ đang hỏi ngươi chính sự, một cái khôi lỗi, không lo trả lời, còn hát những ca từ này, làm gì? Đám người mi trưởng lão lắc đầu. Ta, thấy vẻ mặt của mọi người, vẻ mặt của khôi lỗi muốn khóc. Ta nói chính là hắn liếc nhìn ta liền thua. Liếc mắt nhìn, mọi người ngẩn ngơ, nghe nói qua một chiêu bại trận, một trường, một kiếm định thắng thua. Nhưng chưa nghe nói qua, liếc mắt nhìn liền nhận thua. Ý của ngươi là nói, hôm qua vị kia tới sông cửa, không có xuất thủ với ngươi, mà chỉ nhìn thoáng qua, khiến cho ngươi chủ động nhận thua. Tu Trường Thanh như đã minh bạch cái gì, nhịn không được hỏi. Vâng. Khôi lỗi gật đầu, thấy có người lý giải bản thân, kích động thiếu chút nữa khóc. Phải. Hai mặt nhìn nhau, đám người Triệu Bính Tuất, mi trưởng lão tràn đầy mê mang. Ngươi là khôi lỗi. Tồn tại chịu trách nhiệm thủ hộ ký lục sơn, viện trưởng liếc nhìn ngươi, liền nhận thua. Coi như muốn nịnh nọt, cũng không cần làm rõ ràng như thế a. Như vậy còn có công bằng công chính gì đáng nói? Có thể miêu tả tình huống chiến đấu ngày hôm qua cẩn thận thoáng một phát hay không? Ý tưởng không giống mọi người, Tu Trường Thanh hỏi. Vâng. Khôi lỗi nhẹ gật đầu, cũng không chậm trễ, thuật lại tình cảnh chiến đấu lúc trước một lần nữa. Chứng kiến Trương Huyền. Nó chủ động tiến hành công kích, ngay thời điểm sắp đi tới trước mặt đối phương, thanh niên nhẹ nhàng cười cười,
hai mắt bắn ra hào quang, giao hội ở trên hư không. Mọi người cũng không cảm thấy có gì khác biệt, nhưng Khôi Lỗi lại giống như gặp quỷ, sợ tới mức vội vàng lui về phía sau, bởi vì tốc độ quá nhanh, lực lượng tiến lên cùng lực lượng lui về phía sau trùng kích, khiến thân thể qua muôn ngàn thử thách kia xảy ra va chạm kịch liệt, còn không có xuất thủ liền trọng thương. Đây là Khôi Lỗi cấu tạo thiếu sót. Viện trưởng khác vẫn còn nghi hoặc, không phải đối phương nói có chút mơ hồ, Thiên Công Học Viện viện trưởng, thân thể nhoáng một cái, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Khôi Lỗi là vật phẩm thiên công, cấu tạo khác biệt nhân loại, địa phương mà ánh mắt của viện trưởng tập trung, đúng là thiếu sót lớn nhất trong cấu tạo của Khôi Lỗi, chiến đấu mà nói, chỉ cần ngón tay nhẹ nhàng điểm ở phía trên một chút, có thể biến thành phế phẩm, không còn năng lực chiến đấu. Thậm chí, sau đó ngay cả chữa trị cũng làm không được. Nói cách khác, trong nháy mắt Khôi Lỗi công kích, viện trưởng không chỉ tìm được thiếu sót trong chiêu thức của đối phương, còn tìm được lỗ thủng trong cấu tạo. Nhìn thoáng qua không có xuất thủ, là cảnh cáo, là nhắc nhở, nếu như còn không thức thời, liền có khả năng gặp phải kết cục. Chia 5 xẻ 7. Nguy hiểm như thế, Khôi Lỗi tự nhiên không dám cứng rắn va chạm, kết quả là dẫn đến lực lượng tương trùng, còn chưa xuất thủ, đã bị thương. Nói đơn giản, nhưng làm được là rất khó. Khôi Lỗi trong ký lục sơn, là vô số tiền bối nghiên cứu không biết bao nhiêu năm, dung hợp kinh nghiệm chiến đấu của rất nhiều danh sư mới hình thành. Nói lên kinh nghiệm chiến đấu, so với binh sĩ thân kinh bách chiến, còn cường đại hơn không ít. Hơn nữa vạn mảnh lá cây có vạn loại, coi như là tài liệu giống nhau, thiên công sư giống nhau luyện chế ra Khôi Lỗi, địa điểm thiếu sót và phương thức phát triển, là hoàn toàn khác nhau. Dưới tình huống như thế, còn có thể liếc nhìn ra lỗ thủng, hơn nữa tìm được vấn đề trong luyện chế. Đây là cái nhãn lực gì? Lại có kỹ xảo chiến đấu ứng biến mạnh như thế nào? Còn có thể như vậy. Nghe nói qua một chiêu đánh bại Khôi Lỗi ở tầng thứ nhất. Nhưng chưa từng nghe qua, liếc mắt nhìn, còn chưa xuất thủ, bản thân liền thất bại. Hiểu rõ chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người bới tóc. Có thể trở thành thập đại trưởng lão của danh sư học viện, mỗi một vị ở đây, đều sống không dưới 500 năm, các loại chiến đấu gặp qua không ít, cũng kinh lịch không ít. Gặp qua thực lực quá mạnh mẽ, tuyệt đối nghiền ép, gặp qua một chiêu, quét ngang vạn quân, không người có thể chống lại. Nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua, liếc mắt nhìn, địch nhân liền trọng thương. Nhưng bây giờ, sự thật liền xuất hiện ở trước mắt. Lúc trước bọn hắn vẫn cảm thấy, viện trưởng tiến nhập ký lục sơn, khẳng định sẽ gây ra sự tình người khác làm không được, nhưng nghĩ nhiều nhất cũng chỉ là thời gian xông cửa vượt qua Mạc Lưu Chân viện trưởng. Hiện tại xem ra, còn nghĩ quá đơn thuần rồi. Người ta vượt qua kiểm tra không cần võ kỹ, không cần chiêu số, chỉ bằng vào, nhìn có thể hoàn thành. Những người khác, ai còn có thể làm được? Đi tầng thứ hai đi. Đè nén nội tâm rung động, không để ý tới chuyện khác, Khôi Lỗi bị đả kích có chút tuyệt vọng, đám người Triệu Bính Tuất vội vã đi đến tầng thứ hai. Giống như tầng thứ nhất, Khôi Lỗi chịu trách nhiệm thủ quan, không hề có hình tượng co quắp ngồi dưới đất, ánh mắt ngốc trệ, tựa như gà trống đấu bại. Hắn, nhìn hai mắt ta, sau đó ta liền bị thương. Khôi Lỗi giải thích, khóe miệng mọi người co lại. Vội vã đi vào tầng thứ ba. Hắn nhìn vào ta. Khôi Lỗi thứ ba vẻ mặt buồn rười rượi. Thực lực tàm phong cảnh sơ kỳ, chiến thắng Khôi Lỗi cấp bán thánh, vượt qua một đại cấp bậc, rõ ràng còn không có xuất thủ, chỉ liếc nhìn ba cái. Chương 1670, không chỉ nhìn thoáng qua hai. Tất cả mọi người đều choáng váng. Bọn hắn đã đoán thực lực của Trương Sư rất mạnh, vượt qua kiểm tra hết sức dễ dàng, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới. Chỉ nhìn mấy lần, đã qua liền ba cửa ải, mấu chốt nhất là, còn đả kích tất cả Khôi Lỗi, không có lòng tin chiến đấu. Cái vượt qua kiểm tra này, cũng không tránh khỏi quá mây trôi nước chảy, quá dễ dàng a. Lúc trước bọn hắn xông ký lục sơn, là bị đánh thành đầu heo, thiếu chút nữa xong đời, người ta chỉ nhìn vài lần, Khôi Lỗi từng cái không có tự tin. Chênh lệch có cần lớn như vậy hay không? Tầng thứ tư là Khôi Lỗi đạt tới bán thánh hậu kỳ, liên lụy đến thánh. Bất kể là bán thánh hay tòng thánh, liền hoàn toàn khác nhau, có lẽ. Không phải liếc nhìn ba, bốn lấn có thể giải quyết. Thấy bầu không khí trầm lắng, tất cả mọi người tràn đầy áp lực, mi trưởng lão nhịn không được nói. Tuy mọi người cũng có cảm giác này, lại không có người dám mở miệng. Mấy vị trưởng lão đại biểu danh sư học viện, tầm mắt, thực lực cao nhất, ở trên thân vị viện trưởng này, liền không có phán đoán chính xác qua, coi như muốn nói, cũng nói không ra. Đi lên xem một chút đi. Lắc đầu,
biết rõ nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô dụng, tất cả trưởng lão đồng loạt đi đến tầng thứ tư của Ký Lục Sơn. Nơi đây so với ba tầng trước càng thêm rộng lớn, là một cái đài cao phạm vi hơn 10 trượng, một khôi lỗi cao lớn nằm dạp trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, đầu lâu lệch ở dưới đất, ánh mắt ngốc trệ, xem biểu tình có chút không muốn sống. Viện trưởng sẽ không liếc ngươi, bốn lần, liền biến thành như vậy chứ. Tu Trường Thanh nhịn không được, đi tới trước mặt. Gia hỏa này giống như mấy cửa trước, chẳng lẽ, bị viện trưởng dùng thủ đoạn đồng dạng đánh bại. Bốn lần. Khôi lỗi dùng răng bò lên, lắc đầu, xấu hổ muốn tiến vào kẽ đất. Không có nhiều như vậy, chỉ lườm ta thoáng một phát, sau đó nói một câu, nằm xuống, sau đó ta thành như vậy. Liếc nhìn, nói, nằm xuống. Mọi người ngươi xem ta xem ngươi, tất cả đều cảm thấy lẫn lộn. Vừa rồi nhìn nhiều vài lần, địa phương ánh mắt rơi vào, đều là khuyết điểm cùng chỗ hiểm của khôi lỗi, khiến lực lượng không cách nào phát triển, tự động nhận thua. Coi như không nghĩ ra, nhưng cũng có thể hiểu được. Cái này, liếc thoáng một phát, nói nằm xuống, ngươi liền nằm xuống. Cũng quá nghe lời đi. Không đúng. Những người khác mê hoặc, chỉ có Tưởng Thanh Cầm nghĩ đến cái gì, đồng tử co rụt lại. Chẳng lẽ, trong thanh âm mang theo ma âm, có thể nói một câu khiến cho khôi lỗi có thể so với bán thánh hậu kỳ nằm dạp trên mặt đất, ngoại trừ ma âm, thật sự nghĩ không ra thủ đoạn khác. Là mang theo ma âm, hơn nữa trực chỉ chỗ yếu hại của ta. Ta ngăn cản không nổi. Khôi lỗi tràn đầy thất lạc. Thực lực của đối phương, cũng không phải rất mạnh, thậm chí ở trong mắt nó còn có chút thấp, nhưng vừa tiến đến, liếc mắt nhìn, quát lớn một câu, nó liền nằm xuống. Trong lòng tràn đầy cảm giác bị thất bại. Trực chỉ chỗ hiểm, ma âm sư mạnh nhất là công kích linh hồn. Ngươi là khôi lỗi, hồn phách một chút cũng không có, công kích thế nào? Tu Trường Thanh tràn đầy khó hiểu. Các trưởng lão khác cũng có loại nghi hoặc này. Sở dĩ ma âm sư làm cho người ta kiêng kỵ, là vì bỏ qua vật chất phòng ngự, trực chỉ linh hồn. Tuy khôi lỗi có linh tính, nhưng là linh dược, linh thú các loại đồ vật hội tụ thành, không có hồn phách đơn độc. Coi như Tưởng Thanh Cầm thi triển thất tinh ma âm, cũng là đàn gảy tai trâu, làm sao sẽ một câu, khiến cho nó nằm trên mặt đất. Ma âm của hắn, cũng không phải công kích linh hồn, mà là khiến thân thể của ta sinh ra cộng hưởng. Chỉ cần dám tiếp tục tiến công, sẽ trực tiếp vỡ ra, biến thành bột phấn. Khôi lỗi lắc đầu, trong mắt mang theo kính sợ cùng sợ hãi. Cộng hưởng. Tất cả trưởng lão khóe miệng co giật. Loại công kích này tồn tại chân thật. Đối phó khôi lỗi cực kỳ hữu hiệu, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải hiểu rõ tất cả tài liệu luyện chế khôi lỗi, cùng vật chất mới sau khi rèn luyện hình thành, biết rõ vô cùng kỹ càng mới được. Nếu không, chuẩn bị nhiều hơn nữa, mà âm lại vang, không thể đúng bệnh hốt thuốc, cũng là uổng công. Đi vào tầng thứ tư, liếc mắt nhìn khôi lỗi, liền biết tài liệu của gia hỏa này là cái gì, hơn nữa dùng ma âm gì đối phó. Có cần khoa trương như vậy hay không? Viện trưởng. Người thật sự là tới khiêu chiến sao? Không phải tới đây du ngoạn, tùy tiện tiêu diệt mấy cái khôi lỗi. Khôi lỗi tầng tiếp theo, đã đạt đến bán thánh đỉnh phong, hơn nữa tinh thông kỹ xảo chiến đấu, đồng cấp bậc, coi như là ta, muốn thắng cũng không dễ dàng như vậy, viện trưởng. Có lẽ sẽ không dễ dàng như vậy rồi. Lại hỏi thăm vài câu, biết rõ ràng tầng này đến cùng xảy ra chuyện gì, Triệu Bính Tuất nói. Xem một chút đi. Biết rõ ở chỗ này suy đoán vô dụng. Mấy người tiếp tục đi tới, rất nhanh liền đi vào tầng thứ 5. Giống như tầng thứ 4, một khôi lỗi nằm trên mặt đất, không hề động đậy, còn không ngừng run rẩy. Xảy ra chuyện gì? Đi tới trước mặt, Thiên Công Học Viện viện trưởng thật vất vả chữa trị, vội vàng hỏi. Vị kia, nói với ta hai tiếng, nằm xuống, lần thứ nhất ta không có nghe, lần thứ hai liền thành như vậy. Khôi lỗi nói. Hai tiếng. Xem ra cửa này viện trưởng hoàn toàn chính xác không có dễ dàng như cửa trước, trọn vẹn nói hai tiếng, mới khiến cho nó nằm xuống. Cửa ải tiếp theo khôi lỗi có được thực lực tòng thánh, viện trưởng chỉ là tàm phong cảnh, cũng không thể hô ba tiếng, liền đánh bại nó a. Vì sao không thể, mấy tầng đã qua, chẳng lẽ người còn có hoài nghi sao? Cái này. Nghe được khôi lỗi nói, khóe miệng của tất cả trưởng lão co giật, cũng nhịn không được nữa, vội vã đi tới tầng thứ 6. Chương 1671, tiến nhập tầng thứ 7-1. Tầng thứ 6 càng thêm trống trải, hơn nữa bốn phía vách tường hiện đầy đủ loại trận pháp. Cường giả tòng thánh chiến đấu, uy lực vô cùng, một khi để lộ, rất dễ dàng tạo thành tai nạn,
có trận pháp gia cố liền không giống, người tiến nhập trong đó, hoàn toàn có thể buông tay chiến đấu, mà không cần cố kỵ, cũng có thể phát huy sức chiến đấu tốt hơn. Đi vào trước mặt, nhìn qua chính giữa, vốn tưởng rằng giống như năm tầng trước, có một khôi lỗi nằm trên mặt đất, hoặc trọng thương hoặc vỡ vụn, ai ngờ loại tình huống này, không xuất hiện. Một khôi lỗi đang kim đao đại mã ngồi ở cách đó không xa, khí tức trên thân như trường kiếm sắc bén, tản mát ra hàn khí làm cho người ta rét thấu xương. Tầng thứ 6 không phải khôi lỗi tổng thánh sơ kỳ sao? Thế nào, thoạt nhìn không giống? Là không giống, giống như trở nên mạnh hơn. Thực lực khôi lỗi không phải cố định, không thể tu luyện sao? Làm sao sẽ trở nên mạnh mẽ? Chứng kiến ra hỏa này, tất cả mọi người đều nhảy dựng. Lấy nhãn lực của bọn hắn, có thể nhẹ nhõm nhìn ra, thực lực cụ thể của khôi lỗi này, đã vượt qua tổng thánh sơ kỳ, đạt đến trung kỳ. Chỉ là, cửa thứ 6 không phải vẫn luôn là sơ kỳ sao? Lúc nào tu vi gia tăng lên? Khôi lỗi là máy móc, là thiên công, cho dù có linh tính, cũng chỉ là một đống công cụ. Không có khả năng tu luyện, không thể tu luyện, thực lực làm sao gia tăng? Chẳng lẽ, gia hỏa này giết viện trưởng? Không biết người nào nói một câu, thân thể tất cả mọi người đều cứng đờ. Trước mấy cửa, viện trưởng trôi qua cực kỳ nhẹ nhõm, khôi lỗi cũng đều rất dễ dàng liền thất bại. Cửa này thực lực khôi lỗi đột nhiên gia tăng, mà viện trưởng lại một đi không quay lại, có thể không kịp phản ứng, đã bị giết hay không? Thật như vậy mà nói, bọn hắn tuyệt đối là tội nhân của lịch sử. Người một ngày trước đến đây xông cửa đâu? Không nhịn được nữa, Triệu Bính Tuất lấy ra trưởng lão lệnh trong tay, vội vàng hỏi. Người xông cửa, các ngươi nói chính là Trương Sư A, ta đã bái hắn làm thầy, thành tọa hạ khôi lỗi của hắn, không biết các ngươi tìm lão sư của ta, là cần làm chuyện gì. Khôi lỗi vội vàng đứng dậy, cười nói. Bái sư, tọa hạ khôi lỗi. Đám người Triệu Bính Tuất, mi trưởng lão ánh mắt đen lại, thiếu chút nữa ngã quỵ. Viện trưởng có thể cho người bái sư, có thể cho thú cùng thánh khí nhận chủ, bọn hắn đều nhịn. Dù sao có tiền lệ, nhưng khiến khôi lỗi bái sư, cái quỷ gì? Tuy cái đồ chơi này có thể nói chuyện, cũng có linh tính, nhưng dù sao cũng là máy móc, có ký ức cùng tri thức, cũng là quán thâu vào, bái sư. Học tập cái gì? Đúng vậy a, vốn ta ngăn trở lão sư, đang muốn chiến đấu, đột nhiên phát hiện trong quá trình luyện chế ta có một chỗ sai lầm, lão sư hỗ trợ sửa lại. Đơn giản thay đổi, khiến cho thực lực của ta tăng lên một cấp bậc, lợi hại như thế, tự nhiên muốn bái sư. Thấy mọi người nghi hoặc, khôi lỗi vội vàng giải thích. Sai lầm trong quá trình luyện chế. Khóe miệng của Thiên Công Học Viện viện trưởng co lại. Lúc nào, viện trưởng cũng tinh thông thiên công thuật. Các thời kỳ nhiều danh sư như vậy tới đây xông cửa, cũng không có nhìn ra vấn đề, viện trưởng vừa đến không chỉ ra, còn giúp sửa lại. Lý giải đối với thiên công, so với hắn, chỉ mạnh không yếu. Cái này, trên đời còn có nghề nghiệp viện trưởng không biết sao. Trương sư chính là thầy ta, một ngày trước liền đi tầng thứ 7, nếu như các ngươi muốn tìm, liền lên đi. Khôi lỗi gật đầu. Đi thôi. Biết rõ gia hỏa này đã bái sư, tự nhiên sẽ không ngăn trở, mọi người theo ghi chép của Mạc Lưu Chân viện trưởng lưu lại, đi tới tầng thứ 7. Khôi lỗi tầng này, có thực lực tòng thánh hậu kỳ, không biết Trương sư sẽ gặp phải cái gì, có nguy hiểm hay không. Ta xem qua Mạc Lưu Chân viện trưởng lưu lại bút ký, phía trên ghi chép. Năm đó hắn khảo hạch tầng thứ 7 cực kỳ nguy hiểm, tùy thời có thể tử vong, may mắn lâm trận đột phá, lúc này mới một lần hành động chiến thắng. Vừa hành tẩu, thần sắc của Triệu Bính Tuất ngưng trọng nói. Mạc Lưu Chân viện trưởng lưu lại bút ký, ghi lại sự tình năm đó sông ký Lục Sơn gặp phải. Sở dĩ có thể bằng vào tàm phong cảnh sơ kỳ, liền vào tới cửa ải này, cũng không phải là thực lực đơn thuần, còn có thành phần vận khí ở bên trong, nếu như không may mắn đột phá. Đừng nói đánh vỡ lịch sử, còn có thể trọng thương thậm chí tử vong. Theo ký Lục Sơn càng chạy càng cao, lực lượng khôi lỗi cũng càng ngày càng mạnh, lực lượng cũng khó có thể khống chế, rất dễ dàng tạo thành cục diện ai cũng không cách nào đoán trước. Viện trưởng tiến nhập nơi đây một ngày chưa trở về, có thể đã tao ngộ loại tình huống này hay không? Thực lực của viện trưởng, ta thật tình khâm phục, nhưng tàm phong cảnh vẫn còn có chút thấp, vượt qua tiếp cận ba đại cấp bậc. Đi khiêu chiến tổng thánh hậu kỳ, tỷ lệ chiến thắng thật sự quá xa vời. Đúng vậy, qua nhiều năm như vậy, ta cũng đã gặp không ít chiến sư, nhưng mà muốn nói vượt qua tiếp cận ba đại cấp bậc đi chiến đấu, hơn nữa còn có thể chiến thắng, chưa từng gặp qua. Chiến sư cũng làm không được, viện trưởng làm sao có thể hoàn thành.
Nghĩ đến khôi lỗi ở tầng thứ 7 đáng sợ, mọi người càng ngày càng lo lắng. Tuy chiến sư cũng là một loại danh sư, nhưng trên thực tế lại hoàn toàn khác biệt, giống như quân đội, dùng để thủ hộ nhân tộc, bảo vệ uy quyền của danh sư đường. Nguyên nhân chính là như thế, chiến sĩ cường điệu chính là sức chiến đấu, không tu phụ tu, không phải giáo thư dục nhân, không phải bồi dưỡng đệ tử, mà là thực lực mạnh mẽ, có thể đánh giá đẳng cấp. So với giáo thư dục nhân, những nghề nghiệp khác, khẳng định không đáng giá nhắc tới, nhưng muốn nói sức chiến đấu, hầu như không người có thể so sánh. Loại người này cũng rất khó vượt qua tiếp cận ba đại cấp bậc, chiến đấu chiến thắng, huống chi danh sư bình thường. Chương 1672, tiến nhập tầng thứ 7, 2. Tràn đầy lo lắng, mọi người đi tới tầng thứ 7. Nơi đây càng thêm rộng lớn, đẩy cửa đi vào, cùng mấy tầng trước cực kỳ khác biệt, lộ ra có chút quạnh quẽ. Tất cả trận pháp phòng ngự, củng cố ở bốn phía, trong đại sảnh rộng lớn không chứng kiến nửa cái bóng người, làm cho người ta tràn đầy mê hoặc. Không có khôi lỗi, cũng không có dấu vết chiến đấu, chẳng lẽ viện trưởng ở chỗ này không có chiến đấu? Không đúng, các ngươi nhìn đó là cái gì? Như phát hiện cái gì, mi trưởng lão chỉ góc tường ở cách đó không xa. Mọi người đồng loạt nhìn lại, lập tức chứng kiến dưới đất có một đống linh kiện nghiền nát. Là khôi lỗi, bị đập nát rồi. Thiên công viện viện trưởng đi tới trước mặt, khóe miệng kìm lòng không được run rẩy. Những khôi lỗi trong ký lục sơn, mỗi một con đều có hơn vạn linh kiện tổ hợp thành, rườm rà phức tạp, cái trước mắt này, rõ ràng bị người cứng rắn đánh nát, khôi phục trạng thái nguyên thủy. Chẳng lẽ đây là khôi lỗi thủ quan, đã bị đánh thành như vậy? Ánh mắt của mi trưởng lão ngốc trệ. Đánh bại khôi lỗi đã rất khó, hủy thành bộ dạng này. Nên có thực lực mạnh ra sao? Hẳn là. Thiên công học viện viện trưởng lắc đầu, vẻ mặt tràn đầy cười khổ. Tuy hắn chưa bao giờ đi qua tầng này, nhưng một đống linh kiện dưới đất, cấu tạo phức tạp, tài liệu cùng thủ pháp luyện chế cực kỳ cao minh, nhìn qua cũng biết bất phàm, tổ hợp lên, thực lực tất nhiên vượt qua tổng thánh. Khôi lỗi lợi hại như thế, biến thành một đống linh kiện, nói không phải viện trưởng xuất thủ, ai cũng sẽ không tin tưởng. Tất cả mọi người cho là hắn rất khó chiến thắng, kết quả người ta trực tiếp hủy khôi lỗi đi. Viện trưởng, người thật là độc ác. Khôi lỗi, chỉ là chịu trách nhiệm thủ quan, đến cùng chỗ nào đắc tội ngươi, để ngươi hủy thành bộ dạng này. Hơn vạn linh kiện, cho dù có bản vẽ, thiên công sư lục tinh cũng cần ít nhất vài ngày mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Quan trọng nhất là, vẫn chỉ là thân thể, trong đó linh tính, ý thức chiến đấu, chỉ sợ càng thêm phiền toái, nhất định phải có võ ký học viện hỗ trợ. Nói cách khác viện trưởng hủy cái này. Hai đại học viện bọn hắn ít nhất vội vàng hơn nửa tháng, mới có thể để cho cửa này lần nữa khởi động. Bất quá không có đạt tới bán thánh, có thể xông đến cửa này hầu như không có, mấy nghìn năm không hiện ra một cái, cũng không cần phải sốt ruột. Mấy tầng trước viện trưởng một mực hạ thủ lưu tình, xem ra tầng này là thật động thủ. Vệ Nhiễm Tuyết nói, phía trước tất cả cửa khẩu, viện trưởng hoặc liếc mắt nhìn, hoặc hô một tiếng, mục đích chỉ là đánh lui những khôi lỗi này. Để chúng không cách nào công kích, cũng không có chính thức vận dụng thực lực. Tầng này vừa tiến đến liền thấy linh kiện đầy đất, nhất định là trực tiếp động thủ. Bọn hắn là tòng thánh hậu kỳ, đối mặt dạng khôi lỗi này muốn thắng cũng rất khó, viện trưởng chỉ là hóa phàm cửu trọng sơ kỳ, liền hủy thành linh kiện đầy đất. Lúc trước Mạc Lưu Chân viện trưởng cũng là thắng hiểm, viện trưởng chẳng những chiến thắng, còn hủy thành như vậy, đến cùng mạnh như thế nào? Rốt cuộc là tu luyện thế nào? Khóe miệng co giật. Tất cả mọi người đều im lặng. Xem ra thực lực của viện trưởng, cũng không phải là biểu hiện ra đơn giản như vậy, không chỉ có thể vượt cấp khiêu chiến, còn có thể vượt qua tiếp cận 3 cấp bậc, đã đạt tới thậm chí đã vượt qua tiêu chuẩn chiến sư. Đáng sợ. Lúc trước cảm thấy, viện trưởng hầu như đặt tất cả tinh lực ở phụ tu, mới khiến nghề nghiệp phụ tu lợi hại như thế. Hiện tại xem ra, phụ tu là nghề nghiệp hắn không có nghiêm túc học tập, chính thức tinh lực, còn là tu luyện. Nếu không, cũng sẽ không có sức chiến đấu cường đại như thế. Không có chuyện không làm mà hưởng, lợi hại như vậy, nhất định đã trải qua khổ tu làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Không nói mặt khác, chỉ là nghị lực liền khiến cho người khâm phục. Viện trưởng ở tầng này không có chuyện gì, hẳn đã đi lên tầng thứ 8, cái này nguy rồi. Dạo qua một vòng, xác thực không có tìm được bất cứ dấu vết gì của Trương Huyền, Triệu Bính Tuất nghĩ tới điều gì, nhăn mày lại. Đúng vậy. Có lẽ tiến nhập tầng thứ 8 rồi. Sắc mặt của mi trưởng lão cũng có chút xanh. Làm sao vậy?
chẳng lẽ tầng thứ 8 có cái gì không đúng? Vệ Nhiễm Tuyết trưởng lão, đối với Ký Lục Sơn biết rõ không nhiều lắm, nhìn biểu lộ của hai người không được tự nhiên, đôi mi thanh tú nhăn lại, mở miệng hỏi. Chúng ta lo lắng, viện trưởng đi tầng thứ 8, sẽ gặp phải nguy hiểm. Triệu Bính Tuất nói, còn tưởng rằng chuyện gì, không cần lo lắng, tầng thứ 7, lúc trước chúng ta cũng cảm thấy viện trưởng rất khó thông qua, nhưng trên thực tế lại đánh khôi lỗi thành bộ dạng này, nói rõ thực lực rất mạnh, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta. Loại năng lực này, thông qua cửa thứ 8 chỉ có tổng thánh đỉnh phong, chắc có lẽ không quá khó khăn. Vệ Nhiễm Tuyết cười cười. Vừa tiến vào Ký Lục Sơn, mọi người liền lo lắng, nhưng mà viện trưởng lấy thực lực tuyệt đối, nói cho bọn hắn biết loại lo lắng này, là hoàn toàn không có cần thiết. Đã liên tục qua 7 tầng, từng bước một chứng kiến viện trưởng chế tạo kỳ tích, chẳng lẽ còn có cái gì không tin sao? Như hiện tại người khác nói cho nàng biết, viện trưởng một đường đánh tới, nàng cũng cảm thấy hoàn toàn có thể tiếp nhận rồi. Không có đơn giản như ngươi tưởng tượng, khôi lỗi tầng thứ 8 có chút đặc thù, không giống phía trước. Thấy nàng không hiểu, đối với viện trưởng còn có lòng tin cường đại, Triệu Bính Tuất bất đắc dĩ lắc đầu. Chương 1673, khôi lỗi phiền muộn 1. Đặc thù, có thể có cái gì đặc thù? Vệ Nhiễm Tuyết kỳ quái. Nói thiệt cho ngươi biết, tầng thứ 8 không phải khôi lỗi, mà là lúc trước Mạc Lưu Chân viện trưởng, dùng xương sườn bản thân làm thành một phân thân. Triệu Bính Tuất chần chừ một chút, mới nói. Phân thân. Vệ Nhiễm Tuyết ngẩn ngơ. Đúng vậy, năm đó Mạc Lưu Chân viện trưởng đạt tới hóa phàm cửu trọng đỉnh phong, lần nữa xông cửa, giống như lần đầu tiên xông qua tầng thứ 7, đến tầng thứ 8, hơn nữa. Đánh bại khôi lỗi tầng này, cảm thấy có lỗ thủng rất lớn, liền tự mình xuất thủ, lấy ra một cây xương sườn của bản thân, mượn nhờ địa tâm tinh thạch, dựa theo thực lực cùng kỹ xảo chiến đấu của mình, một lần nữa chế tạo người thủ hộ tầng này. Địa tâm tinh thạch, loại khoáng thạch quý hiếm chỉ ở địa tâm mới có thể ra đời. Vệ Nhiễm Tuyết nhíu mày. Loại tinh thạch này, nàng nghe nói qua, là một loại khoáng thạch hiếm thấy, tính chất cứng rắn, ẩn chứa năng lượng cực nóng, dùng để rèn luyện nhục thân, luyện chế khôi lỗi có hiệu quả rất mạnh. Thứ này nghe nói ở mấy ngàn năm trước đã bị tiêu hao hầu như không còn, rất khó tìm được, Mạc Lưu Chân lại có thể dùng nó luyện chế khôi lỗi. Ngẫm lại cũng cảm thấy xa xỉ. Coi như chẳng qua là làm chủ tài liệu, cường đại cũng không thể bỏ qua. Chỉ sợ coi như là tòng thánh đỉnh phong, thánh vực nhất trọng cũng có thể thắng được. Không chỉ như thế, còn lưu lại ý niệm của mình ở trong đó. Nói cách khác, cửa thứ 8 đã không phải là khôi lỗi bình thường, mà là giống Mạc Lưu Chân viện trưởng năm đó như đúc, lại phối hợp không biết đau đớn, thân thể phòng ngự hầu như vô địch, coi như là Mạc Lưu Chân lúc trước, cũng rất khó thắng được, huống chi viện trưởng. Triệu Bính Tuất cười khổ. Không phải không tin viện trưởng, mà là thực lực của viện trưởng bây giờ chỉ có hóa phàm cửu trọng sơ kỳ, quá thấp. Mà thời điểm lưu lại khôi lỗi này, Mạc Lưu Chân viện trưởng đã là hóa phàm cửu trọng đỉnh phong, cách bán thánh cũng không xa. Đồng dạng là siêu cấp thiên tài, chênh lệch tiếp cận một đại cấp bậc, người sau càng là quái vật không biết mệt mỏi không biết đau đớn, khó trách hắn không có chút lòng tin nào. Vệ Nhiễm Tuyết nói không ra lời, nếu thật như vậy, viện trưởng muốn thắng. Hoàn toàn chính xác quá khó khăn, thậm chí có thể nói, đã không có khả năng thành công. Nhiều lời vô ích, đi lên xem một chút sẽ biết. Tu Trường Thanh khoát tay áo. Ân. Mọi người nhẹ gật đầu, đồng thời đi tới tầng thứ 8. Tầng này cực kỳ yên tĩnh, không có bất kỳ khí tức chiến đấu, bất quá, mặt đất gồ ghề, khắp nơi đều nghiền nát không chịu nổi, nhìn qua liền biết, đã trải qua một trận chiến đấu mãnh liệt. Chúng ta tới chậm, chiến đấu có lẽ đã sớm kết thúc. Nhìn thoáng qua bốn phía, Triệu Bính Tuất nói. Với tư cách danh sư, nhãn lực kinh người, có thể nhẹ nhõm nhìn ra trận chiến đấu này, phát sinh ở một ngày trước, nói cách khác, một ngày trước chiến đấu đã có kết quả. Vội vàng đi vào, tách ra tìm kiếm, nhưng không chứng kiến nửa cái bóng người, cũng không có phát hiện linh kiện nghiền nát. Người nào thắng? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Nếu giống như tầng trước, mảnh vỡ cùng linh kiện đầy đất, không cần nghĩ cũng biết. Tất nhiên là viện trưởng thành công đánh bại khôi lỗi. Nhưng bây giờ mặt đất sạch sẽ, ngoại trừ dấu vết chiến đấu thì không còn có cái gì, chẳng lẽ viện trưởng thất bại? Nhưng thật muốn thất bại mà nói, khôi lỗi đâu? Sao cũng không thấy rồi hả? Nơi này có máu. Đột nhiên, Vệ Nhiễm Tuyết ngừng lại, thần sắc có chút lo lắng. Mọi người đi tới trước mặt, quả nhiên thấy mặt đất để lại một bãi huyết dịch, rõ ràng bị thương không nhẹ.
là viện trưởng lưu lại. Nắm đấm mọi người siết chặt. Tuy khôi lỗi này là Mạc lưu lại chân viện trưởng, dùng xương sườn làm thành phân thân, nhưng không có huyết dịch. Chảy đầy đất, nói rõ khẳng định viện trưởng không phải là đối thủ, bị đả thương. Bảy tầng trước đều qua rất đơn giản, tầng này lại như thế, muốn thông qua cửa này, hoàn toàn chính xác rất khó. Tuy bị thương, nhưng mọi người không cần lo lắng quá mức, khôi lỗi tầng này có ý niệm của Mạc lưu chân viện trưởng, chắc có lẽ không thống hạ sát thủ với viện trưởng. Thấy mọi người có chút lo lắng, Triệu Bính Tuất giải thích. Khôi lỗi bảy tầng trước, đều là linh tính bình thường, chỉ biết chiến đấu cùng thủ quan, không có tình cảm của nhân loại. Tầng này Mạc lưu chân viện trưởng để lại ý niệm, tự nhiên có tư duy của hắn, biết rõ thân phận của Trương Sư, chắc có lẽ không thống hạ sát thủ. Bởi như vậy, viện trưởng sẽ an toàn, ít nhất sinh mệnh có thể được bảo đảm. Mau nhìn! Đang phỏng đoán, không biết viện trưởng đến cùng đã trải qua cái gì, liền nghe được thư họa học viện viện trưởng thét kinh hãi. Vội vàng nhìn lại, chỉ thấy ngón tay hắn chỉ trên nóc nhà, vẻ mặt ngốc trệ. Thuận theo phương hướng nhìn lại, mọi người cũng sửng sốt. Chương 1674, khôi lỗi phiền muộn 2. Chỉ thấy trên vách tường nóc phòng, một bóng người kề sát, lâm vào trong đó thật sâu, ném ra một chữ, đại, hai mắt nhắm nghiền, hẳn là đã hôn mê. Là Mạc lưu chân viện trưởng luyện chế thành khôi lỗi. Triệu Bính Tuất nhận ra được, vội vàng nói. Biết là ai, tất cả trưởng lão không dám do dự, toàn bộ bay đến không trung, đào nó ra. Trung đỉnh thuần cùng thiên công viện viện trưởng đi tới trước mặt, hỗ trợ trị liệu, một lát sau nó ung dung tỉnh dậy. Chứng kiến mọi người, khôi lỗi tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, chửi ầm lên. Đáng giận, gia hỏa vô sỉ lúc trước tới sông cửa kia rút cuộc là người nào? Gia hỏa vô sỉ. Mọi người nghe được ý niệm của Mạc lưu chân viện trưởng đánh giá viện trưởng như thế, tất cả đều khóe miệng co lại. Căn cứ lịch sử ghi chép, vị viện trưởng này, thiên phú vô song, tính khí cùng bản tính lại hết sức trầm ổn, nguyên nhân chính là như thế, mới có thể được vô số đệ tử đời sau sùng bái, danh lưu thiên cổ. Được xưng đệ nhất nhân của học viện vạn năm qua. Sao người trầm ổn như thế, một chút phong độ cũng không có, ngược lại chửi ầm lên, kích động như thế. Gia hỏa này cùng ta tỷ đấu, căn bản không phải đối thủ. Mạc lưu chân viện trưởng lưu lại khôi lỗi, vẻ mặt tức giận. Đánh mấy chiêu, ta biết rõ tiếp tục đánh tiếp, hắn khẳng định không cách nào chiến thắng, bảo hắn thức thời rời đi. Ai ngờ gia hỏa này lại hết sức nhiệt tình nói rất sùng bái ta, muốn ta truyền thụ hắn võ kỹ, còn nắm tay của ta, các loại ca ngợi liên tục không ngừng. Trên mặt khôi lỗi tràn đầy hối hận, trong mắt đều là thần tình bị trúng kế. Nghe hắn nói như vậy, thân là danh sư tự nhiên việc đáng làm thì phải làm, thuận miệng chỉ điểm hắn vài câu. Ai ngờ gia hỏa này lôi kéo tay của ta chết sống không tha, nói muốn tiếp xúc nhiều với thần tượng. Ta nhất thời không để ý, chúng quỷ kế, vốn tưởng rằng thật sự là sùng bái với ta, ai ngờ, ai ngờ. Khôi lỗi càng nói càng tức, cả người sắp muốn nổ tung. Ai ngờ cái gì? Thấy hắn nói đến một nửa, Vệ Nhiễm Tuyết có chút nhịn không được. Ai ngờ gia hỏa vô sỉ này, căn bản không phải sùng bái gì, càng không phải là muốn cho ta dạy hắn, mà là mượn nhờ địa tâm tinh thạch trong thân thể ta tiến hành tu luyện. Các ngươi có lẽ có thể thấy được, ta là địa tâm tinh thạch luyện chế thành. Nếu như gia hỏa này điên cuồng hấp thu, tự nhiên có thể phát hiện, nhưng hắn lấy lực lượng từng chút một, hơn nữa ngoài miệng nói thật dễ nghe, ta hoàn toàn không có phát hiện. Hầu như đại bộ phận năng lượng tinh thạch trong cơ thể đều bị cắn nuốt. Coi như khôi lỗi dung hợp ý niệm nhân loại, cũng chỉ là khôi lỗi, đối với thân thể khống chế không có nhạy cảm như vậy. Giống như vô hồn kim nhân, chỉ có thể hành tẩu, thi triển lực lượng mà thôi, không chiến đấu mà nói, căn bản không biết thân thể xảy ra chuyện gì. Không có tinh thạch, nhiều nhất phòng ngự của ta kém một ít, nhưng gia hỏa này không biết xảy ra chuyện gì, lực lượng nhục thân trong nháy mắt tăng nhiều. Lần nữa chiến đấu, một quyền liền đánh bay ta. Không còn phòng ngự, thực lực đối phương lại mạnh mẽ. Vì vậy, ta bị khảm nạm đến nóc nhà. Khôi lỗi nổi giận đùng đùng nói chuyện đã trải qua một lần. Sớm biết ra hỏa này là muốn trộm địa tâm tinh thạch của hắn tu luyện, đánh chết cũng sẽ không tin vào lời của đối phương a. Cái này tốt rồi, phòng ngự hạ thấp, sức chiến đấu yếu bớt không nói. Còn bị đánh giống như bãi bùn nhão. Tu luyện cả đời. Gặp qua vô số danh sư, cho tới bây giờ chưa thấy qua vô sỉ như vậy. Càng nghĩ càng cảm thấy biệt khuất, nhìn thấy tất cả trưởng lão, mới nhịn không được phát ra bực tức. Cái này,
Nghe xong xảy ra chuyện gì, tất cả trưởng lão ngươi xem ta, ta xem ngươi, da mặt từng cái run rẩy. Xem ra viện trưởng vừa mới bắt đầu hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ, về sau, tiếp xúc địa tâm tinh thạch cơ thể đối phương trong, tu luyện võ kỹ, lúc này mới thực lực đại tiến, thành công đánh bại. Làm như vậy, trong chiến đấu không coi vào đâu, dù sao sinh tử cũng có thể vứt bỏ, nhưng dùng để xông cửa. Hoàn toàn chính xác không quá hay lắm. Nhưng nếu nói thẳng, mượn nhờ địa tâm tinh thạch của đối phương, đoán chừng chẳng những không cho, còn sẽ ra tay đánh sống đánh chết a. Được rồi, bản thân chiến đấu chính là ngươi sống ta chết, không được phép khiêm nhượng, hắn có thể làm như vậy, nói rõ cũng không phải là người khô khan cố chấp, loại người này bình thường sẽ không bám vào một khuôn mẫu, đi càng xa hơn. Sau khi nói ra biệt khuất trong lòng, tâm tình của Khôi Lỗi tốt lên rất nhiều, khoát tay áo. Danh sư, tuy làm gương sáng cho người khác, chú ý thân phận, nhưng không thể quá mức khô khan, nếu không, như thế nào sửa cũ thành mới, càng chạy càng xa. Không nói cái khác, coi như là Khổng sư lúc trước, cũng không cố chấp thế hệ, ngược lại biết nghe lời phải, năm đó ngụy trang thành dị linh tộc, lẫn vào trong đó, cuối cùng thậm chí được phong vương, phong hoàng, thiếu chút nữa chơi đùa bọn hắn diệt tộc. Danh sư, nếu tự lo thân phận, khô khan, tuân theo ý niệm của tiền nhân, không có sáng tạo cái mới, không có can đảm nếm thử, nhân tộc cũng sẽ không trong mấy vạn năm ngắn ngủn, liền phát triển huy hoàng như thế rồi. Tiền bối có thể nghĩ thông suốt là tốt rồi. Nghe được hắn nói như vậy, đám người Triệu Bính Tuất nhẹ nhàng thở ra. Vị này ẩn chứa ý niệm của Mạc Lưu Chân viện trưởng, cái trước càng là viện trưởng của bọn họ, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, giúp ai nói chuyện cũng không phù hợp, hắn có thể lý giải, vừa vặn bớt đi nhóm người mình khuyên bảo. Tên kia đánh bại ta, nhất định là tiến nhập tầng thứ 9, tầng thứ 9 là cấm địa, coi như các ngươi cầm trưởng lão lệnh, cũng không cách nào đi vào, vẫn là ở lại chỗ này đi. Gật gật đầu, Khôi Lỗi đứng dậy, nhìn thoáng qua nói. Tầng thứ 9, cho dù có trưởng lão lệnh, cũng không cách nào tiến nhập, chỉ có bằng vào lực lượng chiến đấu chân chính, xông qua thủ quan giả, mới có thể thành công. Coi như là hắn lúc trước, cũng không có làm được. Đúng vậy à. Đám người Triệu Bính Tuất gật đầu, bọn hắn cũng biết quy tắc, vốn tưởng rằng đến nơi này có thể tìm được viện trưởng, hiện tại xem ra, viện trưởng đi còn xa hơn bọn hắn tưởng tượng. Không đúng, tiền bối, thực lực của ngươi, cũng không giống như là tòng thánh đỉnh phong. Mọi người đang cảm khái, Thiên Công Học Viện viện trưởng nhìn ra điều gì, đột nhiên mở miệng. Chương 1675, tầng thứ 91. Không phải tòng thánh đỉnh phong. Khôi Lỗi sửng sốt một chút. Nhìn không được cúi đầu nhìn lại, lực lượng cơ thể trong nháy mắt dấy lên. Ầm ầm, khí tức cường đại kích động khắp nơi, dồn ép đám đông kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước. Đây là thánh vực nhất trọng, ta làm sao đột phá? Khôi Lỗi ngẩn người. Hắn trở thành Khôi Lỗi đã 4000 năm, vẫn luôn là tòng thánh đỉnh phong, chưa bao giờ nghĩ tới thực lực còn có thể đột phá. Nếu như đoán không sai, hẳn là viện trưởng. Cắn nuốt địa tâm tinh thạch trong cơ thể ngươi, cũng thuận tiện giúp ngươi đột phá. Triệu Bính Tuất nói. Đã có kinh nghiệm cửa thứ 6, bọn hắn biết rõ viện trưởng có được loại năng lực này. Có thể là cảm thấy cắn nuốt địa tâm tinh thạch trong cơ thể đối phương, ngại ngùng, thuận tay hỗ trợ sửa lại kết cấu thoáng một phát, để nó trở nên càng thêm trôi chảy, càng thêm phù hợp tự nhiên, thực lực tự nhiên cũng bay vọt về chất. Cái này. Nghe xong tất cả viện trưởng giải thích, Khôi Lỗi sững sờ ở tại chỗ. Tuy địa tâm tinh thạch với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, nhưng cũng không phải vật thiết yếu, bỏ qua một phần, lại làm cho thực lực bạo tăng đến thánh vực, tuyệt đối là kiếm lớn rồi. Chỉ là, thực lực của hắn tăng lên, hậu nhân lại muốn xông cửa, chỉ sợ độ khó càng lớn, đến nơi này, liền biến thành tử cục, không cách nào trùng kích đến tầng thứ 9 cao hơn rồi. Với hắn mà nói là chuyện tốt, nhưng đối với hậu nhân mà nói, là nghiệp chướng. Tương đương triệt để chặn đường. Không người có thể thành công. Tầng thứ 9 rút cuộc là cái gì? Đang cảm khái, Vệ Nhiễm Tuyết nhìn qua. Tầng thứ 9, ta cũng không biết, chỉ biết là từ khi danh sư học viện thành lập đến nay, chưa có người đi vào, có lẽ. Chỉ có Mục Khải Tổ sư xây dựng ra mới biết được. Khôi Lỗi lắc đầu. Thủ hộ tầng thứ 9 là Khôi Lỗi thánh vực nhất trọng, mà yêu cầu sông ký Lục Sơn, là trước bán thánh. Nói cách khác, cần vượt qua trọn vẹn ba đại cấp bậc vượt cấp khiêu chiến. Coi như hắn cũng làm không được, huống chi người khác. Danh sư học viện xây dựng trường học vạn năm, cũng chỉ có người thanh niên này làm được. Bất kể là cái gì,
chắc có lẽ không gặp nguy hiểm, mục đích sáng lập Ký Lục Sơn là vì tuyển chọn nhân tài, tự nhiên không có khả năng để nhân tài chết ở trong đó. Thấy mọi người lo lắng, Khôi Lỗi nói. Đúng vậy. Mọi người gật đầu. Đúng vậy à, mục đích của danh sư học viện là tuyển chọn nhân tài, Ký Lục Sơn càng phải như vậy, có thể thông qua tầng 8 trước, nói rõ thiên phú mạnh, bá tuyệt cổ kim, nhân vật như vậy, làm sao có thể ở cửa ải cuối cùng gặp chuyện không may. Vì vậy căn bản không cần lo lắng. Bất quá, coi như không lo lắng. Viện trưởng đến cùng ở tầng thứ 9 đã trải qua cái gì? Trong nháy mắt, trong lòng đám người Triệu Bính Tuất đều tràn đầy hiếu kỳ. Thời gian trở lại một ngày trước. Thuận lợi thông qua tầng 8 trước, nhìn Khôi Lỗi dính ở trên nóc phòng, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục đi lên trên. Nói thật, hắn còn đánh giá cao bản thân. Tầng thứ 6 đối kháng Khôi Lỗi Tổng Thánh, cũng có chút cố hết sức. Tuy lực lượng của hắn đạt đến 6.500 vạn đỉnh, có thể so với Tổng Thánh Trung Kỳ, nhưng thân thể hóa, thánh, vô luận phản ứng ý thức, hay ứng biến trong chiến đấu, đều vượt xa hắn, coi như lực lượng vượt qua, muốn thắng được cũng rất khó. Nói cách khác, coi như lực lượng của hắn mạnh mẽ, bán thánh đỉnh phong cũng là cực hạn, muốn thắng được Tổng Thánh Sơ Kỳ, chỉ có thể mượn nhờ Thiên Đạo Thư Viện. Vì vậy tầng thứ 6, hắn chỉ điểm cho đối phương, để đối phương bái sư, thuận lợi vượt qua kiểm tra. Về phần tầng thứ 7, đối phương không tin mình, dưới tình huống chiến đấu không cách nào thắng được, đành phải hủy thành mảnh vỡ. Phàm là có thể đánh qua, sẽ không ra hạ sách này. Hủy đối phương thành cái bộ dáng kia, quỷ cũng nhận không ra. Thật sự quá thẹn thùng. Tầng thứ 8, Mạc Lưu Chân lấy xương sườn luyện chế thành Khôi Lỗi, càng cường đại hơn, vừa lên đã bị cuồng ẩu một trận, mặt đất để lại rất nhiều hố to, bản thân còn bị trọng thương miệng phun máu tươi. Vốn tưởng rằng cửa này không cách nào thông qua, đột nhiên phát hiện, Khôi Lỗi này dĩ nhiên là dùng địa tâm tinh thạch luyện chế thành. Địa tâm tinh thạch là bảo vật tu luyện ngũ diệu kim thân đệ tứ trọng nhất định phải sử dụng, một mực không có tìm được, ở chỗ này lại có thể chứng kiến, lập tức mừng rỡ như điên. Bất quá, nếu nói rõ bản thân cần loại linh thạch này, đối phương nhất định sẽ ngay tại chỗ trở mặt, đánh chết bản thân, rơi vào đường cùng, đành phải dùng một ít tiểu kế. Mượn nhờ lực lượng linh thạch, ngũ diệu kim thân thuận lợi đột phá đệ tứ trọng, khiến lực lượng nhục thể của hắn lần nữa bạo tăng. Lúc trước chỉ bằng vào nhục thân có được 1.600 vạn đỉnh, mà bây giờ gấp bội, đã đạt đến 3.200 vạn đỉnh. Nói cách khác, chỉ bằng vào nhục thân, lực lượng đã có thể so với tàm phong cảnh hậu kỳ. Phối hợp thêm chân khí 2.900 vạn đỉnh, hồn lực 2.000 vạn đỉnh, toàn bộ lực lượng, đã đạt đến 8.100 vạn đỉnh. Loại lực lượng này, coi như là tòng thánh đỉnh phong, cũng xa xa không bằng, dưới tình huống Khôi Lỗi Mạc Lưu Chân không có bất kỳ chuẩn bị, tự nhiên bị một quyền đánh bay, áp vào trên tường, đã hôn mê. Tòng thánh sơ kỳ 6.000 vạn đỉnh, trung kỳ 6.500 vạn đỉnh, hậu kỳ 7.000 vạn đỉnh, đỉnh phong 7.500 vạn đỉnh. Tuy đánh bại Khôi Lỗi tầng này, nhưng mà lực lượng chiến đấu chân chính của ta, cách tòng thánh đỉnh phong còn có chút chênh lệch. Cho dù một quyền đánh Khôi Lỗi mà Mạc Lưu Chân dùng xương sườn hình thành hôn mê, trên thực tế Trương Huyền cũng không tự đại cho rằng, đã có được sức chiến đấu có thể so với Tổng Thánh Đỉnh Phong rồi. Có thể nhẹ nhõm như thế, là vì gia hỏa này cùng mình chiến đấu qua một lần, đã rõ thiếu sót cùng lỗ thủng của đối phương, hơn nữa trong lòng đối phương khinh địch, mới có thể thành công. Một khi gặp phải một Tổng Thánh Đỉnh Phong toàn lực xuất thủ, coi như lực lượng không kém đối phương, muốn chiến thắng, khẳng định cũng không dễ dàng như vậy. Còn cẩn thận cho thỏa đáng. Đây cũng là nguyên nhân hắn vẫn phải điệu thấp. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, đê cao hơn nữa, sóng vẫn xối vỡ đê. Đáng tiếc, mỗi lần muốn điệu thấp, đều sẽ hoàn toàn ngược lại, khiến hắn tràn đầy u buồn. Có lẽ đây là nhân sinh đi, thường thường đều là cô đơn lạnh lẽo như tuyết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1675.